Một bà mẹ thiên tài máy tính bởi vì không được bố chồng tài phiệt thừa nhận đã sống một cuộc sống bình thường với chồng và con trai 7 tuổi tên là Nam Sin. Nhưng một biến cố lại xảy ra làm cho cô mất đi tất cả chỉ trong một ngày, chồng bị tai nạn qua đời và con thì bị bố chồng tài phiệt bắt đi. Cuộc sống bỗng chốc trở nên xám xịt bi thương, cô rời Hàn Quốc đến Cộng Hòa Séc với tấm ảnh con trai và trái tim tan nát, sau đó vì quá nhớ nhung con trai. Bà Lao Gia đã tạo ra một cậu bé robot giống y hệt như con trai Nam Sinh của mình. Phiên bản Nam Sinh một ra đời tuy còn nhiều giới hạn, nhưng cũng đã làm vơi đi nhiều nỗi nhớ con của Lao Gia. 6 năm sau phiên bản Nam Sinh 2 được cải tiến, cậu bé đã có thể đi lại như con người, làm cho Lao Gia thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Cùng với thời gian trôi qua, phiên bản Nam Sinh 3 đã được nâng cấp trở nên hoàn hảo nhất. Với toàn bộ những chức năng và các cung bậc cảm xúc của một con người thực thụ, cuộc sống của Nam Sinh 3 ở Cộng Hòa Séc vô cùng hạnh phúc, cùng với mẹ Lao Gia và ông chú David của mình. Trong khi đó ở Hàn Quốc, con trai Nam Sinh thật sự lại sống một cuộc sống cô độc. Bên cạnh anh chỉ có nhân viên, giúp việc và rất là nhiều tiền, cuộc sống không có đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ, khiến cho Nam Sinh trở thành một thanh niên ngỗ ngược ngông nghênh. Nhưng kỳ thực anh chỉ đang cố che giấu đi góc trống vắng trong tâm hồn của mình. Ngày hôm nay Nam Sinh quyết định đi tìm người mẹ đã 20 năm không được gặp mặt. Để thoát khỏi đám vệ sĩ đông như kiến ngày nào cũng đeo bám như kẹo cao su, Nam Xin đã thuê một bà chị bày ra màn kịch hoàn hảo ở sân bay. Kêu cô gái Su Bông chụp ảnh trộm Nam Xin và bạn gái mới, sau đó anh bắt quả tang cô ấy rồi làm náo loạn hiện trường. Su Bông đang hí hửng vì đã có trong tay những bức hình giá trị, ngay lập tức bị Nam Xin tóm được và chửi mắng thậm tệ. Anh còn bạt tai cô một cái ngã lăn ra đất, sau đó trước mặt bao nhiêu người lăng mạ cô không tiếc lời. Không những thế còn quay ra mắng cả những người đang quay phim chụp ảnh, anh đã làm cho cả một góc sân bay náo loạn lên khi đội vệ sĩ đến cố gắng ngăn tin tức tiêu cực lan ra. Nam Sin đã tranh thủ lúc hiện trường hỗn loạn, trốn lên máy bay đi Cộng Hòa Séc một mình. Tuy nhiên anh lại không biết trên máy bay có một người đang bám theo anh. Mục tiêu của người này chính là ra tay thủ tiêu Nam Sin, và tên sát thủ này chính là tay chân của giám đốc Seo, vừa là bố vợ tương lai cũng là đối thủ của Nam Sin. Trong trận chiến tranh giành quyền lực trong tập đoàn PK, trong lúc Nam Sin đã an nhiên ngồi trên máy bay đi Cộng Hòa Séc, Su Bông thì lại bị đuổi việc và còn bị phong sát luôn trong ngành vệ sĩ. Cô không biết mình là nạn nhân lại còn thấy áy náy với bà chị tóc ngắn. Vì làm hỏng đồ nghề chụp ảnh của chị ta, đoạn ghi hình cảnh Nam Xin đánh vệ sĩ ở sân bay đã được phát tán khắp trên Internet, gây ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh của tập đoàn. Thêm nữa gần đến ngày ra mắt sản phẩm mới mà Nam Xin lại biến mất, tình hình trong gia đình ông chủ tịch Nam rối tung mù. Vì thằng cháu nội báo quá là báo, cùng lúc này ở Cộng Hòa Séc, Nam Xin nhân tạo được mẹ và chú David cho đi chợ mua sắm, để cậu có thể tận hưởng và hòa nhập với cuộc sống của con người. Tên sát thủ đã nhận lệnh của ông giám đốc Seo, bám theo Nam Xin tìm cách xử lý anh nhanh gọn. Hắn ta theo Nam Xin đến khu chợ, nơi mà cả nhà Nam Xin nhân tạo cũng đang ở đây. Ông chú David bảo Nam Xin nhân tạo đi chơi chỗ khác để cho ông ấy có khoảng không gian riêng với mẹ Lao Gia. Ông còn dặn Nam Xin nhân tạo lúc quay về thì mua thêm bó hoa tặng cho mẹ. Cùng lúc này Nam Xin biết có người theo dõi thì tìm cách cắt đuôi. Anh tính quay trở về Hàn Quốc để tránh nguy hiểm cho mẹ. Khi chuẩn bị lên xe taxi thì Nam Xin đã nhìn thấy trước mặt một người giống y hệt mình. Quá ngạc nhiên, Nam Xin tiến đến phía người đối diện. Lúc này một chiếc xe lao tới đâm trực tiếp vào Nam Xin ngay trước mặt Nam Xin nhân tạo. Lúc này tiến sĩ Lao Gia và chú David cũng vừa đi đến, nhìn thấy Nam Xin đang nằm trong vũng máu, bà đã nhận ra con đẻ của mình và lao đến bên Nam Xin. Còn Nam Xin nhân tạo lúc này cũng nhận ra người giống mình là con ruột của mẹ Lao Gia. Chú David nhanh chóng dẫn Nam Xin nhân tạo rời đi tránh mọi người chú ý. Trên đường về, Nam Xin nhân tạo kể lại cho David mình thấy người đàn ông mang súng bám theo Nam Xin con người, và trên màn hình cũng chiếu lại hình ảnh tên sát thủ kia sau khi đâm Nam Xin ngã ra đó. Người lái xe đã kinh hoàng nhớ lại, khi nhìn qua kính chiếu hậu lại thấy một người y hệt như người mình vừa đâm xe vào. Tài xế chưa kịp nói cho tên sát thủ biết thì đã bị sát thủ bắn chết ngay. Thư ký Di thì sau bao khó khăn tìm kiếm, anh đã đến được nhà bà Lao Gia ở Cộng Hòa Séc. Gặp Nam Xin nhân tạo thì kéo tay tính lôi anh về. Lúc này Nam Xin nhân tạo nói mình tên Nam Xin nhưng không phải là Nam Xin kia. Anh thư ký Di chưa kịp hiểu gì thì đã thấy một xe cấp cứu đến nhà. Một chiếc cáng được chuyển ra và nằm trên đó là tổng giám đốc Nam Xin. Vậy cái người đứng cạnh đó là ai chứ? Sau khi mẹ Lao Gia nói chuyện với anh thư ký xong thì đã quyết định nhờ Nam Xin nhân tạo đóng giả Nam Xin về Hàn Quốc để tránh cho Nam Xin bị truy sát bởi giám đốc Seo. Nam Xin nhân tạo thì đã ngay lập tức đồng ý với lời đề nghị giúp đỡ của mẹ, và sau đó thì thư ký Di đã có một khóa huấn luyện cấp tốc cho Nam Xin nhân tạo để có thể cư xử giống y như Nam Xin thật. Với ông nội và bà cô thì phải chào hỏi ra sao, với bố vợ tương lai và vị hôn phu Ina thì phải làm như thế nào. Nam Xin nhân tạo vốn là người máy thông minh cấp cao nhất, chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn toàn lột xác trở thành Nam Xin, giống đến mức thư ký Di cũng không nhận ra. Su Bông sau vụ chụp ảnh lén khách hàng và bị đánh thì đã không còn bất cứ nơi nào nhận cô vào làm. Cuộc sống vốn đã khó khăn giờ càng khó khăn hơn. Su Bông đã chán nản gọi điện cho cô chị tóc ngắn than vãn. Lúc này chị tóc ngắn mới thú nhận vụ cái tát của cô là do một tay Nam Xin thao túng. Nghe xong, Su Bông điên tiết lao đến tập đoàn PK tìm Nam Xin tính sổ. Đúng thời điểm này, tại tập đoàn PK đang diễn ra buổi ra mắt giới thiệu xe ô tô không người lái. Giám đốc Seo đã hào hứng lên sân khấu phát biểu giới thiệu về công nghệ mới. Ông Seo nghĩ Nam Xin đã bồ tèo nơi đất khách không có đường về nhà nội, nhưng đúng lúc này Nam Xin lại từ ghế sau chiếc xe bước xuống. Anh nói lời cảm ơn giám đốc Seo.
và mời ông ta xuống phía dưới để mình tiếp tục thuyết trình. Nam siêu nhân tạo vốn là một người máy với trí thông minh thượng thừa. Anh đã trả lời một cách khôn khéo các câu hỏi mà giám đốc Seo đưa ra, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng. Bất chợt Su Bông lao lên sân khấu, với bao nhiêu ấm ức dồn nén vì bị áp bức, cô đã không kiềm chế được khóc lóc mắng chửi Nam Shin. Trong cơ thể Nam siêu nhân tạo đã cài đặt chế độ tự động ôm nếu đối phương trước mặt khóc, vì thế anh đã tiến đến bên Su Bông ôm cô vào trong lòng. Nam siêu nhân tạo làm cho không chỉ Su Bông và ông nội ngạc nhiên, còn làm cho toàn bộ những người có mặt trong buổi lễ há hốc mồm sửng sốt. Cuối cùng Nam Shin nhân tạo cũng coi như bước đầu tiên vượt qua được bài kiểm tra đầu tiên khi biến hình thành Nam Shin. Bà chị phóng viên đã thấy có lỗi quá trong việc Su Bông bị cho thôi việc nên đã muốn sống chết tìm lại miếng ăn cho cô em. Hai chị em đã tìm đến bữa tiệc nơi mà Nam Shin nhân tạo cùng thư ký Ji đang ở đó. Khi thư ký Ji nghe bà chị tóc ngắn tố cáo Nam Shin đã thuê mình quậy phá, anh đã lôi bà chị phóng viên đi để bịt miệng chị ta. Su Bông thì lại có màn khẩu chiến với hôn phu của Nam Shin trong nhà vệ sinh. Đúng lúc này hệ thống báo cháy vang lên, điện đóm bỗng dưng tắt hết. Mấy thanh niên chơi pháo hoa đã vô tình gây ra đám cháy, mọi người hoảng loạn chạy từ phía để thoát thân. Su Bông đang cố gắng giúp đỡ những người ở trong thoát ra ngoài. Đến khi định đi ra, cô lại phát hiện sợi dây chuyền của mình bị rơi ở cầu thang nên quay lại lấy, rồi cô đã bị kẹt lại từ phía không có đường ra. Lúc này Nam Shin nhân tạo thấy có đám cháy thì đã kích hoạt chế độ lính cứu hỏa. Anh cứ thế tiến thẳng vào bên trong đám cháy với mục tiêu là cứu người. Sau đó Nam Shin nhân tạo lần lượt đưa những người còn kẹt lại bên trong ra ngoài. Su Bông lúc này cũng bị kẹt ở bên trong, và rồi một khung sắt to khổng lồ đang đổ xuống chỗ cô nằm dưới đất. Su Bông tưởng chừng mình sẽ không còn cửa sống sót. Bỗng Nam Shin nhân tạo đã xuất hiện đỡ được khung sắt và bế cô đi ra bên ngoài. Ra đến bên ngoài, chế độ lính cứu hỏa tắt ngay lập tức. Nam Shin nhân tạo tỉnh lại ngơ ngác nhìn Su Bông hỏi, đây là đâu và sao tôi lại bế cô? Nói được hai câu thì pin hết và anh đột nhiên nhắm mắt gục đầu xuống. Su Bông hoảng quá hét lên kêu cứu. Thư ký Ji chạy đến vội che ngay phần lưng áo bị rách nát của anh. Ngay sau đó Nam Shin được đưa lên xe cấp cứu rời đi. Tiến sĩ Lau ra nhận được điện thoại của thư ký Ji cũng đến ngay hiện trường. Rồi Nam Shin nhân tạo đã được chuyển sang xe cấp cứu khác mà bà Lau ra đi đến. Trong lúc thư ký Ji lái xe, thì bà Lau ra nhanh chóng xử lý vết thương cho Nam Shin nhân tạo. Hình ảnh tổng giám đốc Nam Shin lao vào biển lửa cứu người đã được công chiếu ngay lập tức trên các phương tiện truyền thông. Giám đốc Seo nhìn thấy đã không thể tin vào mắt mình. Ông ta không tin người như Nam Shin lại quên mình mà cứu người khác. Ông ta đã nhanh chóng đến bệnh viện thăm con của mình, nhưng lại nghe Ina bảo Nam Shin bị thương rất nặng mà sao vẫn chưa thấy đến bệnh viện. Khi hỏi nhân viên thì nghe anh ta nói xe đi được nửa đường thì Nam Shin đã bị chuyển sang xe cứu thương khác. Thấy có dấu hiệu khả nghi nên giám đốc Seo đã liên hệ cho thư ký Ji tra hỏi. Vì sợ bị lộ nên thư ký Ji phải nói đã đưa tổng giám đốc đến bệnh viện của tập đoàn PK. Ngay lập tức giám đốc Seo lao đến bệnh viện PK. Thư ký Ji cũng vội vàng đưa Nam Shin đến bệnh viện. Khi giám đốc Seo muốn vào nhìn xem tổng giám đốc như thế nào, thư ký Ji cố gắng ngăn ông ta lại mà không được. May mắn là khi giám đốc Seo vào đến phòng cấp cứu, tiến sĩ Lau ra đã xử lý xong hiện trường giả để qua mặt ông ta. Sau khi tỉnh dậy, Nam Shin xem lại ký ức mới biết mình vừa cứu người trong biển lửa và giờ đã trở thành anh hùng quốc dân. Còn giám đốc Seo thì đi tìm Su Bông để hỏi dò về chuyện xảy ra giữa cô và Nam Shin khi xảy ra hỏa hoạn. Lúc này Su Bông cũng rất ngạc nhiên về hành động kỳ lạ của Nam Shin lúc đó, nên cô cũng đã kể lại mọi chuyện cho giám đốc Seo nghe. Hai chị em lại tiếp tục bị đồng tiền làm mờ mắt. Su Bông đã nhận tiền của giám đốc Seo để giúp ông ta tìm thêm chứng cứ, vạch trần bộ mặt giả dối của Nam Shin. Vậy là ngay sau đó tại sảnh chính của tập đoàn biết, Su Bông đã vứt hết sĩ diện và tự trọng, quỳ xuống đất xin làm vệ sĩ cho Nam Shin để đền đáp ơn cứu mạng của anh. Khi nhìn thấy Su Bông rưng rưng nước mắt, Nam Shin lại theo lập trình sẵn ngồi xuống ôm cô vào lòng. Sau đó dù cho thư ký Ji và cả cô Ina phản đối việc thuê Su Bông làm vệ sĩ, ông chủ tịch Nam lại bị giám đốc Seo thuyết phục và đã đồng ý cho Su Bông làm vệ sĩ cho Nam Shin trong một tháng. Thư ký Ji nhìn ra được ý đồ của Su Bông. Anh đã dặn dò Nam Shin hãy cẩn thận hết sức, bởi vì cô Su Bông này sẽ đeo bám theo anh 24 tiếng hàng ngày. Khi được thư ký Ji đưa vào căn phòng của Nam Shin thật, Nam Shin nhân tạo đã rất thú vị khi phiên bản gốc của mình yêu thích mô hình robot. Anh cũng thích căn phòng hiện đại mà mình sẽ ở lại sau này. Khi Nam Shin và thư ký Ji rời đi gặp ông chủ tịch Nam, Su Bông đã theo kế hoạch lẻn vào phòng Nam Shin để đặt máy quay lén. Nhưng chưa kịp rời đi thì Nam Shin đã quay trở về. Su Bông tính trèo ban công nhảy xuống phía dưới thì lại thấy thư ký Ji đang đi đến. Vì thế mà cô lại phải chui ngược lại vào căn phòng. Ngay sau đó Nam Shin đi vào phòng, điều khiển từ xa toàn bộ hệ thống máy móc ở đây. Đèn đóm nhấp nháy loạn xạ, máy móc cửa nẻo chuyển động không ngừng, khiến cho Su Bông nấp dưới gầm bàn được một phen hoảng vía. Trở về phòng mở máy quay lén ra xem, thì lại thấy Nam Shin ngồi trong phòng cả đêm không ngủ. Thực ra là anh đang xem ảnh chụp mẹ mình và Nam Shin thật trong điện thoại của Nam Shin thật. Vì hôm qua nghe lén được thư ký Ji nói chuyện điện thoại về việc sẽ đi bệnh viện gặp một người nào đó và có nhắc đến tên Nam Shin, cô nàng Su Bông đã lén theo sau thư ký Ji mà anh này không biết. Lý do là vì tại Cộng hòa Séc, tên sát thủ đã tìm đến được nhà của bà Lau ra để lục lọi tìm kiếm. Chú David đã phát hiện tên này, chính là tên đi theo Nam Shin thật mà Nam Shin nhân tạo từng bảo với ông. Ông gọi cho bà Lau ra báo, mình sẽ đưa Nam Shin thật trở về Hàn Quốc ngay lập tức để giữ an toàn. Và hôm nay là ngày chú David và Nam Shin thật về đến Hàn Quốc. Su Bông tìm kiếm một hồi đã thấy thư ký Ji và bà Lau ra đang ở cùng nhau.
cô đã chụp trộm được một số ảnh lại làm chứng cứ. Lúc này chú David đang đưa nam sinh thật đến bệnh viện PK. Su Bông thì đang đứng bên trên tính gửi ảnh cho ông Seo kiếm tiền. Cô bỗng nhìn thấy một người đàn ông nằm bất động trên xe đẩy, đang được đưa vào bên trong viện. Và Su Bông hoảng hồn thấy người nằm đó lại giống y hệt như tổng giám đốc nam sinh của cô. Đang hoảng hốt không tin vào mắt mình thì nam sinh đã đứng ngay bên cạnh gọi cô. Hóa ra nam sinh nhân tạo đã biết Su Bông đi theo sau thư ký gì, nên anh cũng theo cô ngay sau đó. Anh cũng đã nhìn thấy mẹ và chú David của mình. Thấy nam sinh nhân tạo thì Su Bông kêu lên hỏi sếp, có thấy người nằm trên cáng giống anh không? Nam sinh bảo tôi đẹp trai thế chỉ có một không có hai. Khi nam sinh hỏi lý do Su Bông có mặt ở bệnh viện, cô lại kể một câu chuyện dài dòng tại sao mình ở đây. Nam sinh chỉ cần cầm tay Su Bông thì mắt anh nháy một cái. Anh buông tay cô ra bảo cô đang nói dối. Đúng lúc này thư ký Di đi đến kéo nam sinh theo mình và bảo tại sao biết Su Bông đến bệnh viện mà không báo mình. Nam sinh cũng nói tại sao thư ký Di đến viện gặp mẹ cũng không bảo với anh. Rồi nam sinh nói Su Bông đã nhìn thấy nam sinh thật được đưa vào bệnh viện. Lúc này Su Bông cũng đang báo cáo cho giám đốc Seo. Người mình nhìn thấy nằm trên cáng chính là tổng giám đốc Nam Sin. Giám đốc Seo thấy quá vô lý nên không thể tin được điều này. Nhìn thấy mẹ ở viện nhưng lại không được gặp. Trở về nhà điện thoại cho mẹ mà mãi không được. Nam Sin có chút không hiểu mẹ đang làm gì. Cuối cùng anh đi ra bể bơi ngâm mình dưới nước. Su Bông nhìn thấy Nam Sin lặn mãi không lên thì lại nghĩ anh gặp nguy hiểm. Cô vội chạy xuống kéo anh lên. Su Bông đã quá lo lắng quát Nam Sin ầm ĩ. Anh cầm tay cô mấy giây rồi bảo, hôm nay mới là lần đầu tiên cô nói thật. Rồi anh bảo tim cô đập muốn nổ tung ra. Su Bông nói không phải là tiếng tim của mình thì Nam Sin nói, nó là của cô vì tôi không có trái tim. Thư ký Di xuất hiện ngay sau đó kêu hai người về phòng. Su Bông về phòng mà trong lòng chưa hết hoảng hốt. Rồi cô xem màn hình quay lén lại thấy thư ký Di mắng Nam Sin, hãy cẩn thận nếu không muốn bị phát hiện. Rồi anh còn bảo hãy cư xử như Nam Sin. Su Bông đã thấy vô cùng khó hiểu, tại sao thư ký Di lại bảo Nam Sin hãy cư xử như Nam Sin. Sau đó Su Bông nhờ bà chị tóc ngắn đến bệnh viện điều tra người nằm trong phòng VIP mà thư ký Di và bà Lau ra đang chăm sóc. Cô chị tóc ngắn rất được việc, bà chị đã tranh thủ chụp được ảnh Nam Sin đang nằm trên giường bệnh trong phòng VIP. Sau khi hai chị em so sánh ảnh vừa chụp được và video đang quay lén ở nhà, Su Bông đã quyết định xông vào bên trong phòng bệnh, bắt quả tang chuyện có hai nam sinh đang tồn tại cùng nhau. Tuy nhiên khi cô vào đến giường bệnh thì người cô thấy là nam sinh sếp của cô. Thư ký Di bịa ra câu chuyện nam sinh vừa bị một tai nạn và bây giờ đang trong quá trình trị liệu sau chấn thương. Anh cũng nói biểu hiện lạ của nam sinh chính là thấy ai khóc thì sẽ tiến đến ôm vào lòng. Vậy là Su Bông đã bị qua mặt bởi màn kịch hoàn hảo của nam sinh và thư ký Di bày ra. Hóa ra nam sinh đã biết Su Bông sẽ đến bệnh viện nên đã hack vào máy tính bảng của Su Bông để lừa cô ấy mình đang ở nhà, và anh thì nhanh chóng đến bệnh viện nằm thay vào chỗ của nam sinh thật đang hôn mê. Nghe bà Lau ra và ông David nói chuyện, nam sinh nhân tạo đang ngày một phát triển theo chiều hướng tích cực hơn. Ông bác sĩ bạn của thư ký Di cũng cảm thấy không được chân thật. Lần đầu tiên anh ta được tận mắt chứng kiến một con robot có thể phát triển như con người. Nam sinh nhân tạo sau khi lập công thì đã điện thoại cho mẹ nghe mẹ khen. Rồi anh bảo mẹ nam sinh thật về rồi thì mẹ hãy cùng mình về nhà. Nhưng lúc này tâm trí của bà Lau ra đang để hết ở chỗ con trai ruột. Nam sinh nhân tạo thấy mẹ chưa muốn đưa mình về nhà thì có chút suy nghĩ. Anh tự nhủ rằng chắc mẹ sẽ sớm đưa mình về, mà sớm là bao lâu. Khi nam sinh biết Su Bông đang tìm dây chuyền kỷ vật của mẹ, anh đã giúp cô tìm thấy lại nó, rồi còn dặn cô đừng hậu đậu làm mất nữa mẹ sẽ buồn. Lúc này Su Bông đã bị cảm động bởi thái độ chân thành và hành động ấm áp của nam sinh. Cuối cùng cô đã quyết định không làm tiếp nhiệm vụ mà giám đốc Seo giao cho nữa. Ngày hôm nay tập đoàn PK cho chạy thử chiếc xe không người lái trên đường phố. Nếu hoạt động thử nghiệm này thành công thì sẽ là một thành tựu vô cùng nổi bật của tập đoàn. Tuy nhiên giám đốc Seo thì lại không muốn cho hoạt động này được thành công trọn vẹn. Ông ta đã thuê hacker thâm nhập hệ thống điều khiển từ xa để làm cho chiếc xe đó chạy loạn gây nguy hiểm cho người trên đường, nhất là gây tai nạn cho người trong ảnh thì càng tốt. Tổng giám đốc Nam Sin sẽ là người trực tiếp tham gia thử nghiệm. Su Bông là vệ sĩ riêng của anh nên cũng đi cùng anh. Cùng lúc thư ký Di phát hiện ra giám đốc Seo thuê Su Bông theo dõi Nam Sin, thì trên cung đường thử nghiệm, chiếc xe không người lái đã tăng tốc mất kiểm soát. Tên hacker ngồi một góc điều khiển xe phóng nhanh vượt ẩu và gây đụng chạm vào hàng loạt các xe đang đi trên đường. Nam Sin đã ngay lập tức thâm nhập vào hệ thống điều khiển để hãm chiếc xe đỏ lại, nhưng tên hacker trình độ rất giỏi nên anh không khống chế được hắn ta. Cách cuối cùng là phải nhảy sang chiếc xe đỏ để nhấn bộ ngắt bằng phương pháp bình thường. Su Bông lúc này vô cùng hoảng sợ vì thấy Nam Sin hành động quá nguy hiểm, nhưng cô cũng không thể cản được anh. Nam Sin đã thành công chui vào bên trong xe đỏ, nhưng chưa kịp tắt máy thì lại bị văng ra. May là tay anh bám được vào thành cửa xe và cả người bị kéo lê đi một đoạn. Sau khi cố gắng một lần nữa chui lại vào trong xe, Nam Sin đã nhanh chóng tắt máy, tránh được cú va chạm vào chiếc xe chở xăng đối diện, thoát khỏi một vụ nổ long trời lở đất. Su Bông xuống xe chạy đến lo lắng hỏi Nam Sin có bị làm sao không. Khuôn mặt cô bỗng nhiên cứng ngắc khi nhìn thấy phía trong khoảng áo rách của Nam Sin là cả một hệ thống máy móc đang hoạt động. Su Bông hoảng sợ ngã xuống khi thấy Nam Sin tiến về phía mình. Sau đó cô đứng dậy chạy trốn nhưng đã bị anh bắt lại ném lên xe và cùng bà Lau ra rời đến nơi Nam Sin thật đang dưỡng bệnh. Trong lúc bà Lau ra sửa chữa máy móc cho Nam Sin nhân tạo, thư ký Di đã nói chuyện với Su Bông nhờ cô giữ bí mật với giám đốc Seo. Su Bông không tin câu chuyện vô lý được nghe, cho đến khi nhìn thấy Nam Sin thật đang nằm hôn mê trên giường bệnh, cô cũng hoang mang với chính thế giới này.
Khi thấy nam sinh thật nằm im đó và nam sinh robot cô đã tiếp xúc bấy lâu, Su Bông tức giận tính rời đi gặp giám đốc Seo. Nhưng bà Lao Gia đã quỳ gối xuống cầu xin cô hãy giúp bà giữ kín chuyện này, ít nhất là đến khi nam sinh thật tỉnh dậy. Cuối cùng thì người mê tiền điên cuồng như Su Bông cũng bị cảm động bởi tình yêu của người mẹ. Cô đến gặp ông Seo và nói không có gì đặc biệt diễn ra trong tai nạn thử nghiệm vừa rồi. Rồi Su Bông bảo mình sẽ tiếp tục theo dõi nam sinh. Sự cố xảy ra trong việc thử nghiệm xe không người lái đã làm cho tập đoàn PK bị gặp khủng hoảng. Giám đốc Seo trả lời phỏng vấn đã hoàn toàn đổ hết trách nhiệm lên đầu tổng giám đốc Nam Xin. Một buổi họp ban điều hành được diễn ra sau sự cố để tránh cho cháu trai thoát khỏi chỉ trích của các chú bác. Chủ tịch Nam thông báo sẽ điều chuyển vị trí công việc của Nam Xin. Ông Nam nói Nam Xin hãy tập trung lo việc kết hôn với Ina, cô con gái thì mừng muốn chết vì đợi mãi cũng đến ngày làm vợ Nam Xin. Nên khi ông Nam đưa ra bản thỏa thuận tiền hôn nhân thì không nghĩ gì mà định ký ngay lập tức. Ông bố có nhiều tính toán thì đã ngăn con gái lại, bởi ông ta biết ký vào đám giấy tờ này sẽ làm khó khăn hơn trong kế hoạch lật đổ chủ tịch Nam của ông ta. Su Bông thì hoảng hốt nghe tin tên robot Nam Xin sẽ kết hôn với con người. Kể từ ngày bị Su Bông biết mình là người máy, Nam Xin đã thoải mái cư xử không kiêng nể với cô. Anh công khai quan tâm và tìm hiểu mọi thứ về cô. Anh đã rất vui khi chính thức có thêm một người bạn là con người. Su Bông thì thấy vô cùng sầu não. Cô đi làm cứ luôn mang tâm trạng thấp thỏm lo âu, đã một lần dọn đồ đi và rồi quyết định ở lại. Nhưng đến hôm nay thì Su Bông đã hoàn toàn đầu hàng. Khi kéo vali tính đi thì Nam Xin ngăn lại. Cảnh này đã bị Ina chứng kiến. Ina đã rất ngạc nhiên vì độ thân thiết của hai người. Trong lúc Nam Xin nói chuyện với Ina thì Su Bông tranh thủ trốn đi, đang vui vẻ vì mình đã thoát khỏi bàn tay robot của Nam Xin. Thì lại thấy anh lù lù đứng ở phía đối diện, vẫn khuôn mặt ngây thơ vô số tội và nụ cười công nghiệp hàng ngày nở ra với cô. Nam Xin nhìn thấy cô đã tiến đến nói cô đừng rời xa anh cần cô giúp để có thể sống tốt hơn và hòa nhập với con người. Su Bông không muốn mệt mỏi thêm nên bảo mình sẽ không nói ra bí mật của anh. Nói xong tính rời đi thì Nam Xin giữ lại. Su Bông bực mình quát anh đứng yên rồi bỏ đi. Nam Xin đã ngoan ngoãn như con cún, đứng yên giữa đường không nhúc nhích hồi lâu, đến khi Su Bông lo lắng quá quay lại thì anh bảo anh thực sự mong cô có thể giúp mình, nhớ lại những gì đã xảy ra trong thời gian ở cùng nhau trước đó. Anh đã từng cứu mạng cô và cũng chăm sóc cô nhiều. Cuối cùng Su Bông đã chấp nhận quay trở lại cùng Nam Xin để cản không cho Nam Xin tìm hiểu về sự cố trong hệ thống xe tự lái. Bà Lao Gia đã phải nói cho thư ký Di biết, bà đã cài vào bên trong Nam Xin một nút tự hủy. Bà Lao Gia nói khi Nam Xin thật tỉnh dậy thì Nam Xin robot sẽ phải biến mất. Và nếu như anh thâm nhập vào hệ thống xe tự lái, sẽ nhận ra trong cơ thể anh cũng có bộ phận tương tự nút tự hủy của xe. Thư ký Di nghe xong cũng thấy sửng sốt vì kế hoạch của bà Lao Gia dành cho Nam Xin robot. Sau khi quyết định chung sống cùng nhau thì Su Bông cũng muốn thỏa mãn tò mò về tổng giám đốc Dởm. Cô đã tìm hiểu mọi thứ ở Nam Xin robot, từ pin cung cấp năng lượng ở đâu cho đến anh ăn uống sinh hoạt cá nhân như thế nào. Rồi anh có máy nói dối thật hay giả, Nam Xin cũng không chút phòng bị mà phơi bày toàn bộ bản thân với Su Bông. Vì thấy Su Bông và Nam Xin thân thiết nhau nhiều, nên Ina lo lắng phát sinh chuyện tình cảm giữa bọn họ. Ina đã thiết lập một cuộc hẹn đầy đủ 12 bên gia đình, cô bảo mình đã ký vào thỏa thuận tiền hôn nhân của ông Nam. Cô đã sẵn sàng cho đám cưới của mình và tổng giám đốc Nam Xin. Ngoài ông Nam và Ina ra thì không ai trong căn phòng ủng hộ đám cưới. Nam Xin đang chưa biết xử lý thế nào thì nhận được tín hiệu phải từ chối đám cưới từ thư ký Di. Anh nhanh chóng tìm kiếm dữ kiện để từ chối một cuộc hôn nhân. Cách tốt nhất là phải hôn một người con gái khác, nên ngay sau đó anh đứng dậy mở cửa ra kéo Su Bông đang ở bên ngoài vào phòng. Nam Xin hôn Su Bông ngay trước mặt tất cả mọi người. Sau đó anh bảo mọi người hiểu ý anh đúng không, rồi dắt Su Bông rời đi ngay lập tức. Ra đến bên ngoài, Su Bông vẫn chưa hết sốc. Cô bảo với Nam Xin, anh mà là con người thì tôi kiện anh tội quấy rối tình dục. Anh lại bảo may quá tôi không phải là con người. Rồi anh còn nói cô phản ứng như thế hình như là hôn đàn ông lần đầu. Su Bông cáu gắt mắng anh đừng quan tâm cô rồi bỏ đi. Nam Xin đã đi theo Su Bông cả buổi theo lệnh của thư ký Di, nhờ vào việc định vị điện thoại của cô mà Nam Xin có thể tìm Su Bông ở bất cứ chỗ nào. Anh thậm chí còn tìm kiếm và đưa ra gợi ý tốt nhất, món ăn phù hợp sở thích và tài chính của cô. Khi cô ngồi ăn uống ngon lành bên trong quán, Nam Xin ngoan ngoãn đứng đợi bên ngoài như con cún con đợi chủ mấy tiếng đồng hồ. Khuôn mặt ngây thơ vô số tội cứ hơn hớn nhìn vào bên trong, ngó mặt cô chủ đầy yêu thích, khiến cho bà chủ quán đã mắng Su Bông dã man khi hành hạ bạn trai như vậy. Khi Su Bông đứng dậy rời đi thì trời đổ cơn mưa lớn. Nghĩ là Nam Xin đã bỏ đi rồi nhưng hóa ra anh đi mua ô cho cô. Cuối cùng Su Bông đã phải chịu khuất phục trước sự đeo bám kinh hoàng của Nam Xin. Cô đã phải chấp nhận đi về nhà cùng anh. Su Bông nói kể từ giờ trở đi, khi ra ngoài anh là tổng giám đốc, còn lúc có hai người anh là con robot nô lệ phục vụ cho chủ là cô. Nam Xin tiếp nhận thân phận nô lệ một cách đầy thích thú. Hai người trở về nhà lại thấy Ina mang vali đồ qua ở cùng. Cô gái này cuồng Nam Xin đến mức mù quáng, vẫn không buông bỏ chấp niệm mình phải được làm bà phu nhân họ Nam. Ina còn bảo nếu bố không cho lấy Nam Xin, cô ta sẽ từ luôn cả ông bố. Nam Xin thấy thư ký Di mệt mỏi nhiều thì đã học theo cách thức của con người, mang bia lạnh đến cho anh Di uống và ngồi tâm sự với anh. Thư ký Di đã suy nghĩ nhiều từ khi biết trong Nam Xin có hệ thống tự hủy, nhìn anh chàng ngây thơ ấm áp đang cố gắng sống như một con người thực sự. Thư ký Di chỉ biết bảo Nam Xin đừng có quá tin vào con người. Sáng sớm Su Bông đi chạy bộ thì Nam Xin lại lẽo đẽo theo sau quấy rầy. Anh lúc này thực sự như một con cún trung thành.
cứ bám dính lấy cô chủ tên là Su Bông. Thế rồi những hành động quan tâm ấm áp với lời nói chân thành của anh đã làm cho Su Bông có thoáng quên mất anh là người máy. Cô phát hoảng khi thấy bản thân mình đang mất kiểm soát. Su Bông đá Nam Xin ra xa mình. Cảnh này đã bị ông Nam và Ina nhìn thấy. Sau đó ông Nam đã ép Nam Xin phải cưới Ina. Khi anh nói mình không muốn, thì ông Nam nói mình sẽ phá hoại cuộc sống của Su Bông nếu anh không nghe lời. Nam Xin lúc này chống đối dọa lại, anh nói mình cũng sẽ phá hoại ông nếu ông động vào Su Bông. Hai ông cháu tranh cãi làm cho ông Nam bị kích động. Bà cô đã chạy ra mắng Nam Xin, ông Nam đang ốm nên không được cãi lời ông. Lời này lại được giám đốc Seo đến đón Ina nghe được. Ông này đã rất vui khi biết tin, ông chủ tịch mà mang bệnh thì cái ghế chủ tịch sẽ bị lung lay. Nhưng khi gặp thư ký Di thì ông Seo lại vờ như không biết gì. Lo lắng chuyện ông Nam ốm sẽ bị giám đốc Seo biết, nên thư ký Di đã nhờ Ina giúp đỡ giữ kín chuyện và điều tra xem ông Seo biết được những gì. Ina về nhà xem lịch sử tìm kiếm trong máy tính của bố, thì nhận ra ông Seo đã biết chuyện chủ tịch ốm, chắc chắn bố sẽ tìm cách để lật đổ ông Nam, đúng như suy đoán của thư ký Di. Ông Seo sau đó đã lấy con trai của bà cô ra đe dọa, nhằm moi thông tin chính xác về bệnh tình của ông chủ tịch Nam. Cuối cùng vì lo cho an nguy của con trai, nên con gái ông Nam đành thú nhận với giám đốc Seo, bố mình mắc bệnh đãng trí của người già. Cùng lúc này ông Nam cũng gọi Nam Xin đến ngồi nói chuyện, ông bảo mình đang bị mắc bệnh đãng trí. Nhưng Nam Xin nhờ máy phát hiện nói dối, anh nhận ra ông mình đang nói những câu không đúng sự thật. Anh thẳng thắn nói ông mình chắc chắn không bị bệnh gì. Hóa ra tất cả những gì ông Nam đang thể hiện cho mọi người thấy chỉ là một màn kịch ông chủ tịch cố ý làm ra, để thử xem ai đứng về phía mình mà thôi. Khi bị Nam Xin phát hiện, ông già còn nói chơi trò này rất vui. Sau đó ông chủ tịch yêu cầu Nam Xin, Su Bông và cả thư ký Di giữ kín chuyện này cho ông ấy. Sáng hôm sau khi đi thể dục về, Nam Xin gặp cô mình và cậu bé Hy Đông, con của bà cô. Nam Xin nhìn thấy trong cơ thể cậu bé có máy trợ tim và tình cờ lại nhìn thấy cậu nhóc cầm theo điện thoại của mẹ bên mình. Vì bị ông ngoại dọa cho sợ nên Hy Đông trốn vào một góc chơi điện thoại, nhưng sóng điện thoại lại gây ảnh hưởng đến máy trợ tim. May là Nam Xin và Su Bông đến kịp thời, lấy điện thoại ra cứu cậu bé thoát một mạng. Ngay sau đó dưới áp lực của giám đốc Seo, bà cô đã lấy giấy chứng nhận chủ tịch Nam bị mất trí đưa cho ông ta. Có được con át chủ bài trong tay, ngay lập tức một buổi họp các thành viên chủ chốt trong công ty đã được tổ chức. Khi giám đốc Seo và tay chân thân tín đang ra sức ý kiến việc cần phải xử lý chuyện bệnh tình của chủ tịch Nam, Nam Xin đi vào đưa ra cây bút ghi âm có giọng nói của mấy người bàn nhau sẽ cùng tính kế lật đổ chủ tịch Nam. Cây bút này hóa ra đã được bà cô mang theo khi đến giao tài liệu cho giám đốc Seo. Tiếp sau đó bác sĩ riêng của ông Nam tiến vào xác nhận chủ tịch Nam vốn mạnh khỏe chứ không bị bệnh tật gì. Ông chủ tịch Nam sau đó đi vào kết thúc buổi họp lật đổ mình. Trong sự tự hào về đứa cháu trai, khi được thư ký báo trong đoạn ghi âm không có giọng của mình, giám đốc Seo đã đứng dậy đổ lỗi cho một trong hai tay chân thân tín là thủ phạm và đã ngay lập tức đuổi việc ông ta. Su Bông đưa Nam Xin đi thay pin thì lại bị Ina bắt gặp. Cô nhất quyết yêu cầu Nam Xin giải thích chuyện lừa gạt bệnh tật của chủ tịch Nam. Đồng hồ pin đã không kịp đeo vào tay Nam Xin dẫn đến anh dừng hoạt động. Ina lúc này hoảng hốt tột độ khi thấy hình dạng Nam Xin như thế này. Cuối cùng không thể giấu được nữa, nên mọi người đã phải đưa Ina đến chỗ Nam Xin thật đang nằm hôn mê. Thấy cô khóc lóc bên giường bệnh Nam Xin, thì Nam Xin bước đến ôm lấy cô. Ina đã rất tức giận nói mấy người quanh mình đang chơi trò trốn tìm ngốc nghếch và cô đã bị thư ký Di mắng cho té tát. Anh bảo mọi người đang bảo vệ Nam Xin thật khỏi sự truy sát của bố cô. Sau đó Ina đã ép Nam Xin robot phải đồng ý kết hôn với cô ta, đổi lấy việc sẽ giữ kín chuyện Nam Xin thật đang hôn mê. Cũng không còn cách nào khác nên mọi người phải nghe theo Ina. Nhưng vì quá ghét bỏ Nam Xin robot nên Ina liên tục đối xử với anh như đồ vật, khiến cho Su Bông ở bên cạnh thấy bức xúc thay cho anh. Nhưng Nam Xin lại không quan tâm đến cảm xúc của Ina mà chỉ một lòng hướng theo Su Bông, thậm chí anh còn luôn ưu tiên làm theo lời Su Bông trước, khiến cho Ina bức bối tháo pin của Nam Xin ra. Su Bông sau đó lắp pin lại cho anh và ra lệnh anh sau này tuyệt đối không cho bất kỳ ai đụng vào pin năng lượng của mình. Ina cáu tiết đã lôi Su Bông ra đánh mắng. Nhưng lúc này Nam Xin đã đứng ra bênh vực cô và anh đã thiết lập chế độ bảo vệ Su Bông là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống robot của mình. Su Bông sau mấy giây thất thần nghe Nam Xin nói thế, cô đã chạy đến đỡ Ina dậy rồi lên xe hòa giải mối quan hệ giữa ba người. Cô nói Ina vẫn cần Nam Xin cho đến khi Nam Xin thật tỉnh dậy, nên là hãy đối xử tử tế với anh. Cô cũng kêu Nam Xin phải bảo vệ hôn phu của mình, chứ không phải bảo vệ đứa nhân viên như cô. Sau khi đưa Ina về thì Su Bông thắc mắc hành động kỳ lạ của Nam Xin. Anh bảo mình cũng không hiểu rõ hết sự phát triển của mạng lưới thần kinh sâu trong cơ thể, nên hành động khi nãy là anh không phán đoán trước được. Trong lúc tên sát thủ từ Cộng hòa Séc về Hàn Quốc đang theo dõi Su Bông và Nam Xin để tìm ra sự thật về vụ tai nạn, ông Nam đã gặp bà Lau Gia đề nghị cùng hợp tác chống lại giám đốc Seo, vì cả ông và bà Lau Gia đều không muốn Nam Xin sẽ bị loại ra khỏi chiếc ghế chủ tịch tập đoàn trong tương lai. Sau đó Nam Xin robot tiếp tục đóng giả Nam Xin lên công ty bắt đầu công việc trở lại. Rồi anh cùng Ina đi thử váy cưới y như những cặp đôi vẫn thường làm. Ina lúc này ghét Su Bông nên lại tìm cách chơi xấu. Cô ta bảo Su Bông chụp ảnh mình mặc váy cưới, nhưng khi nhân viên phê bình Su Bông thì Ina lại không đứng ra nhận mình sai Su Bông làm. Nam Xin thấy Su Bông bị ức hiếp thì lại kích hoạt chế độ bảo vệ người con gái mình thích. Anh đã đứng lên nói mình chính là người yêu cầu Su Bông chụp ảnh. Sau đó Nam Xin lại một lần nữa cảnh cáo Ina không được đối xử như vậy với Su Bông thêm nữa. Ina đã không chấp nhận chuyện mình không bằng cả đứa nhân viên quèn.
nên đã về nhà mách bà Lau ra Nam Xin tấn công mình. Lúc này Nam Xin và Su Bông đang đi dạo phố. Để an ủi Su Bông thì Nam Xin đã ghép mặt cô vào bộ váy cưới và chiếu lên màn hình điện tử ngay gần đó. Tên sát thủ đang theo dõi hai người đã rất hoảng khi thấy chuyện này. Trở về nhà khi nghe bà Lau ra chất vấn chuyện Nam Xin dùng vũ lực với Ina, Su Bông bảo bởi vì Ina đối xử với Nam Xin như đồ vật, kêu cậu ấy úp mặt vào tường như trẻ nhỏ và còn tháo cả pin của cậu ra, nên Su Bông mới ý kiến và hai người gây lộn. Nam Xin thấy thế thì bảo vệ Su Bông mà thôi. Nghe vậy thì cả bà Lau ra và ông David đều ngạc nhiên vì sự phát triển vượt bậc của Nam Xin khi anh tự cài thêm cho mình chế độ bảo vệ Su Bông như thế. Thấy biểu cảm của Nam Xin nhìn mẹ chăm sóc Nam Xin thật, Su Bông lo anh buồn nên đã an ủi anh bằng cách kêu anh đi làm việc nhà cùng con robot hút bụi bạn của anh. Sau đó Nam Xin chiếu cho Su Bông xem những hình ảnh nơi mình được sinh ra và lớn lên, rồi anh cũng cho cô xem hình ảnh của cô trong mắt anh đẹp đến thế nào. Lúc này tên sát thủ đã báo cáo về hành vi kỳ lạ của Su Bông và Nam Xin cho giám đốc Seo biết. Tên này nói có thể Su Bông và bà Lau ra đang bí mật làm gì với nhau liên quan đến con trai Nam Xin của bà Lau ra. Nghe xong ông Seo gọi Su Bông ra nói chuyện với mình, ông ta đã yêu cầu Su Bông tìm cho ra nơi ở của bà Lau ra. Su Bông lúc này đã thấy sự việc ngày một rối với mình, cô cũng không muốn bị cuốn theo cả đám tài phiệt nhà họ Nam nữa, nên đã quyết định sẽ nghỉ làm vệ sĩ cho Nam Xin. Khi cô tính gặp thư ký Di nói chuyện thì lại vô tình nghe được bà Lau ra và thư ký Di nói về hệ thống tự hủy được cài trong người Nam Xin. Bà Lau ra nói khi Nam Xin thật tỉnh dậy thì Nam Xin robot bắt buộc phải biến mất. Nghe xong Su Bông đã rất đau lòng, cuối cùng cô đã quyết rời bỏ Nam Xin vì biết mình không thể tham gia vào chuyện của nhà tài phiệt. Và bản thân cô thì không đủ can đảm để nhìn anh bị hủy hoại nên chấp nhận rời đi. Khi cô nói mình và Nam Xin hãy chấm dứt tình cảm nô lệ và cô chủ, cô nói anh hãy hành động như chính là anh, chứ không phải nghe theo lệnh của bất kỳ ai. Nam Xin lúc này cũng nhận ra chỉ có duy nhất Su Bông không coi anh là con robot sống theo ý con người. Đó cũng là lý do anh tự thiết lập hệ thống ưu tiên bảo vệ cho riêng cô. Những ngày sau đó Nam Xin dù không ở cùng Su Bông nữa, nhưng anh lại luôn nhìn thấy hình ảnh của cô xung quanh mình. Thói quen khi ở cùng nhau làm anh bất giác luôn nghĩ đến cô. Bản thân Nam Xin cũng đang không tự kiểm soát được mấy lỗi này, về phía của Su Bông cũng không khá hơn là mấy. Cô đã xin thư ký Di hãy cho cô nghỉ việc, lý do là giám đốc Seo đã nghi ngờ cô. Nhưng bản thân cô lại tự hiểu đó là do cô không chịu được khi nhìn Nam Xin bị đối xử không như con người. Thư ký Di cuối cùng cũng phải chấp nhận cho Su Bông nghỉ việc, bà Lau ra quay lại tập đoàn PK làm việc. Để chuẩn bị tham gia vào dự án ô tô không người lái đang dở dang để xử lý cho sự cố mất kiểm soát hệ thống điều khiển trước đó, bà Lau ra đưa ra kế hoạch sẽ nghiên cứu một con chip xử lý được tình huống này, nhưng ông Seo lại nói bọn họ thay vì tự nghiên cứu thì có thể mua công nghệ của công ty khác. Hai bên tranh luận một lúc thì Nam Xin đứng lên ý kiến, anh ủng hộ ông Seo và bảo nên mua con chip nhanh sẽ tốt hơn là đợi 6 tháng để tự nghiên cứu ra. Bà Lau ra đã vô cùng hoảng hốt khi Nam Xin bỗng nhiên hành động không nằm trong kiểm soát của mình. Trong lúc Su Bông ở nhà tính đi tìm công việc mới, Nam Xin thì đã chính thức cùng Ina công khai chuyện cưới xin và cũng đi gặp gỡ bạn bè của hai bên. Trong một buổi tụ tập đột nhiên một trong số những người bạn hỏi anh lấy số của Su Bông tính chưa đủ cô ấy. Nam Xin đã ngay lập tức cho nổ toàn bộ đám điện thoại của mọi người trong phòng. Thư ký Di nhìn thấy hành động này thì đã cảnh cáo anh, cẩn thận nếu không bị phát hiện là phiền lắm. Lúc này Nam Xin nói với thư ký Di, bộ nhớ của anh bị lỗi nên anh vẫn cứ liên tục nhìn thấy Su Bông và anh thì chưa biết nguyên nhân sao lại bị thế. Thư ký Di nghe xong thì có chút hoảng hốt, anh càng ngày càng thấy Nam Xin cư xử như con người. Bà Lau ra khi nghe thư ký Di báo lại thì thấy lo lắng, bà bảo mình sẽ phải thâm nhập vào hệ thống trong người Nam Xin. Khi thư ký Di nói để anh bảo Su Bông khuyên Nam Xin tự thay đổi, thì bà Lau ra nói hãy để bà ấy tự gặp Su Bông. Khi biết lý do cho sự nổi loạn của Nam Xin, chính là do Su Bông đã bảo anh là đừng làm theo yêu cầu của bất kỳ ai. Bà Lau ra đã nói cô thật thiếu suy nghĩ khi hành động như thế, bà nói cô hãy trả lại Nam Xin như cũ về cho bà ta. Nếu không thì bà sẽ tự làm theo cách của mình. Su Bông cũng giận dữ vì thấy bà Lau ra chỉ lo lắng cho Nam Xin con người, nên cô đã thẳng thắn từ chối gặp Nam Xin robot. Nhưng sau đó Su Bông đã nghĩ lại, cô lại tìm đến gặp Nam Xin robot đúng vào lúc anh đang tính chống lại việc cài công tắc thủ công vào trong hệ thống của mình. Nam Xin sau khi đưa Su Bông đi chơi một chuyến, anh đưa cô đi xe đạp điện cùng mình. Anh cũng bảo dạo này cô không sống cùng anh nhưng anh vẫn nhìn thấy hình ảnh của cô, rồi anh nói với cô anh sẽ sống theo ý mình như lời cô dặn. Nhưng lúc này đây Su Bông lại bảo vì giám đốc Seo đã đe dọa cô, nên nếu giờ anh lại hành động vô tổ chức thì sẽ gây nguy hiểm cho cả cô và anh. Su Bông bảo Nam Xin hãy quay trở lại như xưa, làm theo mọi lời nói của mẹ và thư ký Di. Nam Xin sau đó cũng đeo lại vòng cổ mà anh giữ của cô bấy lâu cho cô. Rồi anh nói lời tạm biệt Su Bông và bảo mình sẽ nghe theo lời cô, trở về gặp bà Lau ra. Nam Xin chủ động bảo bà cài công tắc thủ công vào cho mình. Điều này đồng nghĩa với việc, tới đây sẽ có lúc anh bị điều khiển y như một con robot đồ chơi. Giám đốc Seo được tên sát thủ sau khi theo dõi bà Lau ra báo cáo lại chuyện bà Lau ra bí mật đi gặp Su Bông. Vì thế đến hôm đám cưới của con gái Ina, ông ta quyết định sẽ vạch trần sự thật liên quan đến chuyện mà Su Bông và bà Lau ra giấu kỹ. Ông ta vẫn không muốn con gái sẽ làm dâu nhà chủ tịch Nam, vì thế đã ra lệnh cho thư ký phải bắt Su Bông khai ra sự thật trước khi lễ cưới hoàn thành. Tên thư ký của giám đốc Seo đã lấy điện thoại của bà Lau ra nhắn Su Bông xử lý giấy tờ liên quan đến Nam Xin. Khi Su Bông đến thì tên sát thủ đã đợi sẵn.
Sau một hồi giằng co thì hắn ta đã khống chế cô ném vào cốp xe bắt đưa đi, nhưng ngay sau đó chiếc xe không người lái đã khởi động và rượt theo sát xe của tên sát thủ. Lúc này Nam Shin đã xuất hiện, anh chặn đầu xe hắn lại bằng một cú đấm làm nổ hết cả lốp xe. Lúc này Su Bông nằm trong cốp xe đã quá sợ hãi, cô đã không còn hy vọng được cứu thì Nam Shin lại mở cốp xe bế cô ra. Tên sát thủ hoảng quá chạy trốn và cầm theo hộp đen của chiếc xe hắn ta lái. Su Bông đã kêu Nam Shin đuổi theo tên sát thủ lấy lại hộp đen về. Tên sát thủ lên xe taxi rồi gọi cho thư ký của giám đốc Seo, nói cho hắn ta biết Nam Shin không phải là con người. Sau đó khi tính chạy sang đường để gặp tay thư ký, nhưng thật tình cờ là hắn ta đã bị xe đâm và chết ngay tại chỗ. Nam Shin tiến đến lấy chiếc hộp đen rồi quay về gặp Su Bông và sau đó đưa cô đi bệnh viện. Hóa ra là lúc ở đám cưới Nam Shin đã thấy thư ký của ông Seo đụng vào điện thoại của bà Lao ra, nên anh đã lấy điện thoại của bà ra xem thông tin và biết được Su Bông gặp nguy hiểm. Anh đã điều khiển chiếc xe đỏ giữ chân tên sát thủ và anh cũng tháo chiếc đồng hồ điều khiển thủ công ra rồi phóng đến cứu Su Bông. Từ lúc Nam Shin rời đi cứu Su Bông thì đám cưới đã bị hỗn loạn bởi không có chú rể. Chủ tịch Nam đã muối mặt nói lời xin lỗi đến Ina và toàn bộ khách mời ở đây. Bà Lao ra sau đó rất tức giận, đồng thời lo lắng khi thấy hành động phản kháng vượt giới hạn của Nam Shin. Nghe mẹ trách móc thì Nam Shin đã chiếu những hình ảnh liên quan đến tên sát thủ cho mọi người thấy. Anh cũng nói người này chính là người theo sau Nam Shin thật lúc ở Cộng hòa Séc. Cùng thời điểm này, thư ký của giám đốc Seo đã báo cáo toàn bộ sự việc cho sếp, rồi ông ta quay lại hiện trường thì không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự va chạm trước đó. Người lái xe đâm chết tên sát thủ đã bỏ trốn và sau đó đã đến tự thú. Thư ký liền quay lại báo chuyện này cho ông Seo biết. Hai người cũng nói đến chuyện sát hại Nam Shin không thành công ở bên Cộng hòa Séc. Tình cờ câu chuyện của hai người đã bị Ina nghe trọn nội dung. Cô rất sốc khi biết bố mình đã nhiều lần muốn giết chết người mình yêu. Ina mang theo bao nhiêu thất vọng về người bố mình tôn trọng. Cô đã mang vali đến ở hẳn với Nam Shin để chăm sóc cho người mình yêu thương. Mọi sự thắc mắc của giám đốc Seo về sự kỳ lạ vừa xảy ra đã được lý giải. Hóa ra trùng cuối đứng sau vụ hộp đen vừa xong chính là ông chủ tịch Nam. Ông chú David đã đến nói chuyện với chủ tịch Nam. Tình hình là ngày càng có nhiều người bị tổn thương bởi dự án của bọn họ. Chủ tịch Nam chỉ bảo công sức bao năm của ông ta không thể để bị hỏng trong một sớm một chiều. Hóa ra chuyện Nam Shin thật và Nam Shin giả ông chủ tịch đều biết hết. Không những thế, phòng chứa máy móc điều khiển bộ não của Nam Shin lại nằm chính trong tòa nhà của tập đoàn PK. Nghe tin Nam Shin thật không có nhiều khả năng tỉnh dậy, người ông này cũng không quá bi thương vì đã có đứa cháu hoàn hảo robot Nam Shin kia rồi. Nam Shin sau đó quay lại bệnh viện chăm sóc Su Bông. Anh đã bày ra toàn bộ những quan tâm ấm áp với cô, làm cho Su Bông càng ngày càng bị lún sâu vào vòng tay của Nam Shin. Su Bông được bạn thân Nam Shin đưa đi ăn đêm thỏa thích, rồi lại còn được anh đưa đi chơi vòng vòng thật vui vẻ để cô quên đi sự sợ hãi vừa trải qua. Nam Shin nói anh thực sự hạnh phúc vì ngoài mẹ ra anh hiện giờ đã có một người bạn thực sự. Ngay tiếp sau đó Nam Shin đã tuyên bố với mẹ mình, Su Bông là bạn của mình nên anh sẽ bảo vệ không để cô ấy gặp nguy hiểm. Anh cũng nói bà Lau ra quan trọng với anh không ít, nên anh cũng sẽ bảo vệ vị trí của Nam Shin thật cho bà. Tuy nhiên anh đã quyết định sẽ làm theo cách của mình. Bà Lau ra thấy Nam Shin ngày một mất kiểm soát thì đã quyết định sẽ phải dùng phương pháp mạnh bạo để khống chế thằng con robot hư của mình. Phía bên Su Bông đang nằm trong viện dưỡng thương, cô lại còn được Nam Shin tặng cho một con robot nhỏ xinh tên là Manbu để chơi cùng cô cho đỡ buồn. Con cún Manbu này cũng vô cùng dẻo miệng và biết cách làm cho cô vui. Sau đó Su Bông đã được ông chú David nói cho biết, Nam Shin đã nói với mẹ mình sẽ bảo vệ cô như người bạn thân thiết, anh cũng sẽ bảo vệ mẹ mình theo cách của anh. Ông chú mong Su Bông nói chuyện để Nam Shin đừng làm gì mất kiểm soát quá, việc này sẽ mang lại điều không tốt đẹp gì cho cả hai và cả những người còn lại. Thư ký Ji cũng ngày một bị Nam Shin chinh phục bằng những lời nói và hành động quan tâm chân thành. Điều này làm cho anh ấy ngày một áy náy và lại thấy cảm thương Nam Shin hơn. Sau một thời gian dùng máy sóng âm kích thích não của Nam Shin thật, thì bác sĩ đã thấy cậu không còn có khả năng phục hồi. Sau khi báo cho người nhà thì anh bác sĩ đã quyết định tắt hệ thống sóng não đi. Điều này làm cho bà Lau ra vô cùng bực tức, thêm vào chuyện Nam Shin ngày càng hành động không nằm trong sự kiểm soát của bà. Bà Lau ra đã nghĩ đến việc bật hệ thống tự hủy ở Nam Shin robot. Phía Su Bông thì đã theo lời ông chú David, cô quyết tâm bỏ mặc mọi lời bàn tán để quay trở lại làm vệ sĩ bên cạnh Nam Shin. Mục tiêu là vì để kiểm soát các hành động quá khích của anh. Nam Shin đi gặp ông chủ tịch và đảm bảo mình sẽ làm thật tốt mọi việc theo kỳ vọng của ông ta và cũng thông báo Su Bông chính thức quay lại làm vệ sĩ cho mình. Su Bông thì ngay sau đó đã nói với bà Lau ra, mình biết bà ấy có ý định dùng nút tự hủy với Nam Shin và cô sẽ là người ngăn chặn chuyện đó xảy ra. Bà Lau ra rất ngạc nhiên khi thấy Su Bông biết về nút tự hủy. Bà đã nói với cô hãy giữ kín chuyện này với Nam Shin giúp bà ta. Trong lúc bà Lau ra đang lo lắng nhiều về chuyện nổi loạn của Nam Shin, thì Nam Shin thật đã có dấu hiệu tỉnh dậy. Điều này càng làm cho bà Lau ra chắc chắn về việc Nam Shin sẽ phải bị hủy khi Nam Shin thật con bà tỉnh dậy. Ông chú David đã rất bức xúc vì chuyện bà Lau ra hiện giờ trong mắt chỉ có đứa con nằm trên giường bệnh mà không hề nghĩ đến đứa con tử tế ngoan ngoãn đã ở bên mình bao nhiêu năm nay. Nam Shin thì ngày ngày cố gắng tìm hiểu thêm về những con người sống quanh mình. Anh đã ngỏ lời muốn làm bạn của thư ký Ji. Hành động này của anh đã làm cho người lý trí như thư ký Ji trước đó chỉ coi anh là đồ vật thay thế,
nhưng hiện giờ trái tim đã dần dần quan tâm và lo lắng cho con robot có tên là Nam Sin. Ông Seo sau khi bị con gái trách móc vì những chuyện đã làm cho Nam Sin, ông lại đổ lỗi là do mình bị ép buộc. Ông ta làm ra chuyện như vậy là vì tự vệ với ông chủ tịch Nam. Sau đó ông bố lại cố gắng tìm cách moi tin tức từ con gái về Nam Sin. Ina đã ngày một thất vọng về người mình gọi là bố. Cô đã chán nản rời đi, nhưng cuối cùng lại bị ông Seo tóm được khi cho người dõi theo cô đến chỗ dưỡng thương của Nam Sin thật. Bên nhà bà Lau ra hỗn loạn vì Nam Sin thật và Nam Sin giả, thì lúc này bên phía Su Bông cũng lộn xộn không kém gì. Cô đang cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình với Nam Sin. Miệng luôn nói mình với anh là bạn tốt, nhưng sự thực cô nàng Su Bông đã yêu anh chàng robot tên Nam Sin mất rồi. Chính vì thế sự bảo vệ của cô với Nam Sin ngày một mạnh mẽ hơn. Khi thấy thái độ kỳ lạ của bà Lau ra, thêm vào chuyện bà ấy không cho Nam Sin đến phòng thí nghiệm, thì Su Bông đã hỏi ông David và biết được Nam Sin con người đã tỉnh dậy. Su Bông tức giận vì hành động của bà Lau ra khi cố gắng giấu chuyện Nam Sin thật tỉnh dậy với cô và Nam Sin. Su Bông cũng tự hiểu được, ngày mà Nam Sin thật hoàn toàn bình phục thì số phận của Nam Sin sẽ phải được quyết định để tốt nhất cho mọi người. Su Bông đã đe dọa bà Lau ra nói ra sự thật, còn ông chú David thì đã nói với bà Lau ra, nếu sau khi Nam Sin con người tỉnh dậy, bà tính vứt Nam Sin robot đi thì hãy để cậu ấy lại cho ông. Sau khi báo cáo tình hình của Nam Sin thật và Nam Sin robot cho chủ tịch Nam, ông David nhận lệnh bằng mọi giá phải lấy được nút tự hủy từ tay Lau ra, nếu không thì ông ta cũng sẽ trở nên vô dụng với ông chủ tịch. Nam Sin robot sau khi biết tin Nam Sin thật đã hồi phục, anh cũng đã suy nghĩ về tương lai của mình. Bản thân Nam Sin biết lý do mình tồn tại, nên anh hiểu sau khi mình hết tác dụng thì kết cục của mình sẽ không được tốt đẹp gì. Su Bông thì ngày một mệt mỏi đau khổ vì tình cảm của mình dành cho Nam Sin và vì cô biết anh sẽ chuẩn bị nhận kết quả không tốt đẹp gì. Đến buổi tổng duyệt dự án xe ô tô không người lái, ông chủ tịch Nam đã đích thân muốn tham gia. Đồng thời lúc này giám đốc Seo lại phát hiện ra Ina đã ở chỗ bà Lau ra. Ông ta tức tốc tìm đến thì được con gái nói cho biết thứ ông ta cần đang ở công ty chứ không ở chỗ cô. Su Bông thì đã không thể đứng yên đợi Nam Sin bị hủy hoại. Cô đã ý kiến hết lời nhưng bà Lau ra không nghe. Su Bông thậm chí quỳ xuống để xin bà Lau ra hủy nút tự hủy trong người Nam Sin đi. Nhưng bà Lau ra vẫn kiên định không đồng ý. Bà chỉ nói với cô mình không thể làm mẹ của cả hai đứa con tên là Nam Sin. Su Bông đã tính sẽ nói hết sự thật cho Nam Sin nghe. Cô đã đi vào phòng họp nói mình rất thích anh rồi cầm tay anh muốn đưa anh đi. Nhưng cùng lúc này giám đốc Seo đã lao đến cùng với mô hình robot Nam Sin lúc 7 tuổi. Ông Seo tính sẽ vạch trần chuyện Nam Sin đang ngồi trong hội trường chính là một con robot y như con đang nằm dưới đất kia. Lúc này những người liên quan đang vô cùng lo sợ sự thật bị phát hiện. Su Bông đã ngay lập tức muốn kéo Nam Sin đi, nhưng anh đã gạt tay cô và giận dữ cầm cốc nước đập vỡ trước mắt mọi người. Trên tay anh lúc này máu chảy ra liên hồi, làm cho toàn bộ người ở đây vô cùng hoảng loạn không biết chuyện gì đang diễn ra. Hóa ra Nam Sin thật đã tỉnh dậy trước đó khá lâu rồi, tuy nhiên sau khi nghe được nhiều nội dung mà bản thân mình không muốn, Nam Sin thật đã không còn biết tin vào ai ngoài cô bé Ina si mê mình từ bé. Vì vậy anh đã nhờ Ina giúp giữ kín chuyện mình đã tỉnh lại. Cho đến hôm nay khi biết đã đến thời điểm cần lộ diện, Nam Sin thật đã bảo Ina gọi Nam Sin giả về phòng thí nghiệm còn mình thì chạy đến công ty. Việc giám đốc Seo phát hiện ra định vị điện thoại của con gái cũng nằm trong kế hoạch của Nam Sin thật. Sau khi để cho mọi người chứng kiến máu trên tay mình chảy như vậy, để xóa tan đi nghi ngờ của giám đốc Seo, Nam Sin thật đã tuyên bố buổi tổng duyệt hôm nay tạm hoãn vì mình hơi mệt. Sau đó khi anh rời đi thì đã ngất vì bị kiệt sức. Su Bông lúc này đoán ra Nam Sin con người đã tỉnh dậy thì hoảng hốt tìm Nam Sin giả. Khi gọi điện được cho anh thì Su Bông đã kêu Nam Sin không nghe theo bất kỳ ai và đến gặp mình nơi hai người đã cùng đi xe đạp với nhau. Khi thấy mặt Nam Sin thì Su Bông đã thở phào nhẹ nhõm, mang theo ánh mắt đẫm lệ cô lao đến ôm Nam Sin và nói mình đã nghĩ anh biến mất rồi. Lúc này Nam Sin thật đã hôn mê trở lại vì vừa có hành động quá sức khi mới phục hồi. Nam Sin thì lại rất tò mò muốn gặp Nam Sin thật khi biết tin anh ấy đã tỉnh dậy. Thư ký Ji đã gọi Nam Sin muốn anh quay về thì Su Bông đã phản đối. Cô lo lắng chuyện không tốt sẽ đến với anh. Cho đến khi ông chú David nói cô hãy về để ông gặp Nam Sin. Ông cũng hứa với Su Bông sẽ đảm bảo an toàn cho Nam Sin thì cô mới đồng ý gặp mặt. Sau đó Nam Sin đến bệnh viện cùng Su Bông tiếp tục đóng giả Nam Sin thật. Lúc này Nam Sin xem lại hình ảnh của Su Bông lúc nãy khi tìm gặp mình. Phân tích hành động của cô Nam Sin có chút khó hiểu, vì nó không hẳn chỉ là sự quan tâm đơn thuần của một người bạn dành cho anh. Để giải đáp cho thắc mắc của Nam Sin thì Su Bông đã nói mình không còn coi anh là bạn nữa. Cô đã thích anh như một người đàn ông thực thụ mất rồi. Cô cũng tặng lại anh dây chuyền kỷ vật của mẹ mình. Trong thâm tâm của Su Bông đã kiên quyết phải bảo vệ bằng được người mình yêu thương. Sau đó Su Bông gặp ông chú David và biết được tạm thời Nam Sin chưa gặp nguy hiểm vì Nam Sin thật chưa bình phục hẳn, nên bà Lau ra không thể dùng nút tự hủy với anh. Ông David cũng nói ông không tìm ra được cách để hủy nút kích hoạt kia đi. Và nút đó chỉ vô hiệu khi toàn bộ con người Nam Sin bị dừng hoạt động, tức là phải tháo pin của anh ra. Nhưng nếu như vậy thì Nam Sin không khác gì một đống sắt vụn mà thôi. Su Bông nghe thế thì đã nảy ra một sáng ý. Cô đã tháo đồng hồ pin của Nam Sin ra và cũng mang hết toàn bộ đồng hồ nạp pin của anh đến dọa bà Lau ra. Nếu không đưa công tắc tự hủy kia cho mình thì cô cũng hủy hết đồng hồ pin đi và giấu Nam Sin đi không cho ai tìm được. Như vậy thì không một ai có thể làm hại được anh nữa.
Bà Lao Gia đã nói bà biết cô yêu quý Nam Xin nên sẽ không đối xử với anh như thế. Khi Su Bông bảo mình thực sự yêu thương Nam Xin, cô muốn bảo vệ anh và cũng đảm bảo với bà Lao Gia sẽ không để cho anh hành động khinh suất. Cuối cùng bà Lao Gia bị Su Bông thuyết phục và giao ra công tác hủy diệt kia cho Su Bông. Nam Xin con người cũng đã tỉnh dậy lại lần nữa, nhưng anh ta lại không tiếp nhận được người mẹ đẻ của mình. Nỗi đau bị bỏ rơi và uất hận khi mình được thay thế bằng một cỗ máy, trái tim của Nam Xin thật hiện giờ chỉ chứa đầy ghen tị và thù hận mà thôi. Nam Xin thật đã muốn thử xem mọi người có phân biệt được hai người không, muốn xem những người quanh mình có dành tình cảm thật cho con robot kia không. Nam Xin thật đã yêu cầu Su Bông mang Nam Xin robot đến gặp mình. Sau khi nhận được công tắc nút tự hủy thì Su Bông cũng làm theo yêu cầu của Nam Xin thật. Vậy là hai người con tên Nam Xin của bà Lao Gia cuối cùng đã được gặp mặt nhau trực tiếp, cả hai đều có tò mò về đối phương rất nhiều. Khi thấy thái độ dễ chịu của con robot khác hẳn tính cách của mình, thì Nam Xin thật lại càng thêm khó chịu. Rồi Nam Xin thật lại được Nam Xin robot cho biết, anh ta có toàn bộ các hình ảnh và dữ kiện về Nam Xin thật. Khi nhìn thấy mẹ mình ở bên người máy rất hạnh phúc, trong lòng Nam Xin thật lại càng khó chịu muôn phần. Su Bông sau đó đưa hộp đựng công tắc tự hủy cho ông David, rồi ông David đưa hộp đó đến chỗ ông chủ tịch Nam. Ông David nói trước mắt để hộp này ở đây là tốt nhất cho Nam Xin máy. Còn Su Bông thì sau khi bày tỏ tình cảm của mình với Nam Xin máy, thì đã quyết định đưa anh về nhà mình ở tạm vài hôm. Còn Nam Xin thật thì đã bày ra mấy bài kiểm tra để tìm câu trả lời cho thắc mắc của mình. Nam Xin thật yêu cầu Nam Xin máy đi gặp mẹ, hỏi xem giữa Nam Xin thật và Nam Xin máy ai là người quan trọng với bà hơn. Khi nghe những lời bà Lao Gia nói với Nam Xin máy, trong lòng Nam Xin thật lại càng thêm bức bối, vì biết mẹ mình thực sự có tình cảm với con robot tên Nam Xin kia. Vì thế khi gặp Su Bông, Nam Xin thật đã buông lời sỉ nhục, kêu cô con người không thích lại đi thích cái đống sắt vô tri. Su Bông nói Nam Xin máy còn giống con người hơn Nam Xin thật thì anh ta nổi cơn điên, lao đến nắm tay Su Bông giận dữ. Lúc này Nam Xin máy mở cửa phòng đi vào, anh nắm tay Su Bông kéo ra khỏi tay của Nam Xin thật. Sau đó Nam Xin máy đã kể cho Su Bông nghe chuyện Nam Xin con người nhờ mình nói chuyện với mẹ. Su Bông đã rất khó hiểu vì hành động của Nam Xin thật. Cô đã dặn Nam Xin máy sau này hạn chế gặp Nam Xin con người thì tốt hơn. Khi Su Bông đưa Nam Xin máy về nhà mình thì đã nhận lại sự phản đối của ông bố. Ông bảo con mình sao có thể thích cái giống không phải là con người thế kia. Đúng lúc này ông chú David cũng đi đến nói Nam Xin máy chính là con trai của mình, rồi hai ông bố hỗn chiến với nhau để cùng bảo vệ đứa con mình yêu quý. Nhưng sau đó thư ký Di lại điện thoại kêu Nam Xin máy quay về công ty và về nhà để đóng giả Nam Xin thật trong lúc anh ta chưa khỏe hẳn. Su Bông không muốn nhưng Nam Xin máy bảo cô chịu khó thêm thời gian ngắn nữa thôi. Phía bên Nam Xin thật sau khi đã thấy mẹ có thái độ không thành thật với mình, anh ta đã rất bức bối. Nam Xin thật đã ghen tị với tình cảm của mẹ với con robot nên là anh càng dâng lên niềm oán hận mẹ. Trong đầu Nam Xin thật đã nảy ra những suy nghĩ xấu xí vô cùng. Nam Xin thật đã kêu giám đốc Seo đến gặp mặt và nói về những chuyện liên quan đến bố mình, cả những chuyện mà ông ta làm sau lưng tính thủ tiêu mình nữa. Rồi Nam Xin thật bảo mình nghe những điều này từ con gái của giám đốc Seo. Nghe xong ông Seo cũng lật bài ngửa, ông ta bảo Ina phản bội mình nên ông ta cũng chẳng phải quan tâm thêm. Xong rồi giám đốc Seo đã khích tướng Nam Xin thật rằng con robot đã hoàn toàn thay thế anh ta, bởi vì Nam Xin máy ngoan ngoãn nghe lời tất cả mọi người. Khi bà Lao Gia biết tin Nam Xin thật đã gọi giám đốc Seo đến nói chuyện, bà đã nói mình rất ân hận khi con trai bị tai nạn là do đến thăm mình. Lúc này Nam Xin thật cũng nói với mẹ chuyện mình sang đó không phải là để thăm bà mà chỉ muốn xác nhận một số việc đang thắc mắc. Nhưng ngay sau đó Nam Xin thật lại bảo lẽ ra mình không nên sang đó thì tốt hơn. Giám đốc Seo khi biết con gái mình đã phát hiện ra chuyện xấu của mình, ông ta đã chạy đến nhắc khéo ông chủ tịch Han chuyện liên quan đến bố của Nam Xin thật ngày trước, cũng như là một lời cảnh cáo với ông chủ tịch vì ông ta đã biết rất nhiều chuyện của ông Nam. Nam Xin máy quay lại công việc và làm cho các nhân viên có phần ngạc nhiên vì trình độ và thái độ làm việc của anh. Đám nhân viên đã phải thay đổi cái nhìn về tổng giám đốc bất tài vô dụng của mình, ai cũng bảo tổng giám đốc hãy cứ giữ phong độ như thế này. Đừng quay lại con người khó chịu hống hách như ngày trước. Ông Nam sau khi nói chuyện với giám đốc Seo thì đã kêu thư ký Di bảo Nam Xin máy lên gặp mặt ông ấy. Anh thư ký lúc này tâm tư đã rối bời nhiều bởi những lời nói cạnh khóe của Nam Xin thật. Anh đang cố bày ra thái độ bình thản lạnh lùng với Nam Xin máy. Khi thư ký Di và cháu trai đến gặp ông chủ tịch Nam, ông ta đã hỏi thư ký Di liệu bây giờ cháu mình có thể làm việc được tốt không. Rồi ông Nam lại hỏi liệu bao giờ mình có thể giao công ty cho cháu trai. Lúc này ông cháu trai đi vào, ông chủ tịch Nam lại nói với cháu, mình đang hỏi ý kiến của thư ký Di khi nào cho cháu quản lý công ty thì thư ký Di chưa trả lời. Tuy nhiên sau đó ông chủ tịch lại phát hiện ra trên tay cháu mình không đeo đồng hồ pin, nên đã biết đứa ngồi bên trong là cháu thật chứ không phải cháu robot. Nam Xin thật ở bên trong đã nói thư ký Di. Hóa ra lại không nhận ra mình là Nam Xin con người. Ông Nam đi vệ sinh xong quay lại đã đuổi khéo thư ký Di ra ngoài để nói chuyện riêng với ông cháu trai. Sau đó hai người đã lật bài ngửa với nhau không chút khách sáo. Ông cháu bảo ông mình, nó mà được thừa kế tập đoàn thì sẽ bán đứt đi luôn. Rồi cậu ta lại bảo mình nói đùa ông cho vui. Sau khi tiễn chủ tịch đi rồi Nam Xin thật tranh cãi với thư ký Di. Cậu ta bảo thư ký Di là cái thá gì mà được quyền quyết định cuộc sống của mình. Thêm nữa khi thấy tất cả mọi người đều yêu quý Nam Xin robot, Nam Xin thật đã không chấp nhận được chuyện này. Sự ghen tị dâng lên đầy trong lòng anh ta. Đỉnh điểm cho sự khó chịu của Nam Xin thật là Nam Xin máy nói không cho phép anh ta gặp Su Bông. Khi anh ta lại tính chơi trò trốn tìm đoán thật giả với cô, Nam Xin máy nói Su Bông là của riêng mình anh mà thôi.
Sau đó khi Su Bông biết được chuyện Nam Xin Máy đang làm mấy việc cho Nam Xin thật thì đã rất tức giận, nhưng Nam Xin Máy thấy cô như vậy lại bảo cô rất xinh đẹp. Nghe những lời này, trái tim của Su Bông lại rung rinh. Bỗng nhiên Nam Xin thật gọi điện thoại yêu cầu Su Bông nghỉ việc, nếu không thì anh ta sẽ bật chế độ điều khiển thủ công với Nam Xin Máy. Lúc này thư ký Di đã nói Nam Xin Máy có thể từ chối một số việc mà bản thân thấy không tốt. Ông chủ tịch Nam sau khi suy nghĩ rất nhiều đã quyết định để công ty lại cho thư ký Di thay vì cho thằng cháu trai bất trị của mình. Nhưng thư ký Di đã từ chối lời đề nghị đó. Anh nói mình không muốn sống như ông Nam, vì tham vọng của mình mà đã vứt bỏ đi nhiều thứ. Đến lúc này, ông chủ tịch đã để lộ ra cho thư ký Di biết. Ông đã biết có sự tồn tại của Nam Xin Máy, nhưng sau đó ông ấy lại không có hành động gì khác lạ. Nam Xin Máy biết chuyện Nam Xin thật bắt Su Bông nghỉ làm nên tìm đến nói với anh ta, mình tồn tại là để giúp đỡ anh ta nên là mình không phải làm theo mệnh lệnh của Nam Xin thật. Và Nam Xin Máy cũng nói mình không đồng ý để Su Bông nghỉ việc. Nam Xin thật đã tức giận đánh Nam Xin Máy làm rách hẳn cả một mảng da trên mặt của con robot anh ta đang căm ghét rất nhiều. Hành động của Nam Xin thật thực sự là điều anh ấy không muốn. Cảm giác của người con đã không được ở cùng cả bố lẫn mẹ từ khi lên 7 tuổi. Không ít lần muốn nổi loạn bỏ đi nhưng lại bị ông lấy mẹ ra dọa nạt. Cuộc sống bên cạnh người anh lớn như thư ký Di cũng rất áp lực. Mọi tội lỗi Nam Xin thật làm sai thì thư ký Di là người chịu ông nội đánh đập. Rồi sau đó Nam Xin thật lại tình cờ nghe được sự thật về cái chết của bố mình. Đến khi ngỡ là gặp được mẹ nhưng hàng loạt biến cố liên tiếp xảy đến, một bản sao của mình xuất hiện lại còn hoàn hảo hơn mình rất nhiều, bảo sao Nam Xin thật không nổi điên mới là lạ. Su Bông thì có thể không hiểu được cho Nam Xin thật, nhưng bà Lao Gia và thư ký Di là người biết được Nam Xin thật chính là người mất mát thiệt thòi như thế nào. Bà Lao Gia đã rất đau lòng khi nhìn người con đẻ của mình đã trở thành như vậy, thấy hai đứa con tranh đấu lẫn nhau trái tim bà đã đau muốn vỡ tan. Lúc này ông Nam cũng đã nói cho thư ký Di biết, ông ta chính là người tài trợ cho bà Lao Gia nghiên cứu robot Nam Xin. Với người ông họ Nam này mà nói, huyết thống hay con đẻ cháu ruột gì đó không thể nào bằng sự tồn tại của công ty. Thư ký Di đã rất bất mãn khi mình từ chối nhận công ty thì ông Nam lại tính giao cho Nam Xin Máy. Chính vì thế khi Nam Xin thật muốn quay lại công ty làm việc chứ không thích mãi ngồi một chỗ như này, thư ký Di đã đồng ý và sau đó anh tìm đến nhờ Su Bông ở bên hỗ trợ cho cả hai. Vì sức khỏe của Nam Xin thật chưa hồi phục hẳn, nên hai người sẽ phải thay nhau lên công ty trong vị trí của tổng giám đốc Nam Xin. Ngày hôm sau Nam Xin thật lên công ty làm việc, còn Nam Xin Máy thì đến phòng tập của nhà Su Bông. Ở đây anh được ông bố giao cho làm việc tay chân như một nô lệ. Vì là người máy nên cơ bản là không có việc gì làm khó được anh. Điều này càng làm cho ông bố khó chịu hơn trong lòng. Phía bên Nam Xin thật khi đến văn phòng làm việc, nhân viên trong phòng nghiên cứu đã quen với tác phong thoải mái thân thiện của Nam Xin Máy, nên đã cư xử khá là ngang hàng với sếp của mình. Nhưng sau đó lại bị thái độ khó chịu hống hách của Nam Xin thật làm cho chết sững. Về phía ông chủ tịch, vì bệnh tình của ông đã trở nên nặng hơn nên bác sĩ đã gọi Nam Xin Máy đến nói chuyện. Sau đó anh trở về gặp ông Nam và đã được ông cho biết mình chính là trùng cuối trong dự án người máy thông minh của bà Lao Gia. Rồi ông già này lại khơi gợi ham muốn trong Nam Xin Máy khi dụ dỗ anh, nếu làm chủ tịch thì sẽ có đủ mọi thứ trong tay. Nhưng Nam Xin Máy đã nói mình là robot nên không hề có tham vọng. Thư ký Di đã thấy Nam Xin thật lục đồ trong phòng làm việc, nên anh đã nghi ngờ và sau đó tìm được số liên hệ của một bệnh viện. Khi anh đến đó tìm hiểu thì biết được Nam Xin thật cũng ghé qua tìm hiểu như anh. Nam Xin thật sau khi trở về nhà ông Nam thì đã rất khó chịu vì mọi thứ trong phòng của mình đã được Nam Xin Máy dùng qua. Nam Xin thật điên tiết muốn vứt bỏ đi tất cả. Cái cảm giác như sắp bị thay thế này thư ký Di rất hiểu và đã chiều theo anh. Anh thư ký kêu Nam Xin thật hãy đi nghỉ, mình sẽ cho người vứt hết đồ của Nam Xin Máy đi. Khi nghe tin bà Lao Gia ốm, dù ngoài mặt thì Nam Xin tỏ ra lạnh lùng không quan tâm. Nhưng sau đó anh đã tìm đến phòng thí nghiệm tính thăm mẹ, và tại đây anh lại tình cờ nghe được Nam Xin Máy nói chuyện với David. Hóa ra ông của anh đã biết chuyện về Nam Xin Máy là con robot từ rất lâu rồi. Không những thế, chính ông là người bỏ tiền ra để mẹ làm con robot bản sao đó. Trái tim tổn thương và cái đầu lệch lạc của Nam Xin thật cứ liên tục tiếp nhận hết chuyện đau lòng này đến chuyện đau lòng kia, và những điều này làm cho con người Nam Xin thật trở nên mất hết lý trí. Anh ta đã bất chấp thủ đoạn ép và bắt thư ký Di phải giúp mình khi mà Nam Xin Máy và Su Bông đang đi hẹn hò và xem phim cùng nhau. Nam Xin thật đã tháo đồng hồ pin của Nam Xin Máy ra, rồi anh ta đã vào trong rạp thay vị trí của Nam Xin Máy ngồi xem cùng Su Bông. Sau đó lại rơi nước mắt khóc vì bộ phim buồn, cuối cùng quay sang chế giễu Su Bông đã không phân biệt được mình và con robot vô tri kia. Su Bông phát hiện ra Nam Xin thật đang ngồi chỗ của Nam Xin Máy thì đã vô cùng hoảng hốt, cô chạy ra ngoài tìm Nam Xin Máy nhưng điện thoại thì anh không bắt máy của cô. Khi Nam Xin thật nghe máy của Nam Xin Máy thì lại vờ như mình là con robot, rồi còn bắt cả thư ký Di nói dối với Su Bông. Sau đó Nam Xin thật đã đưa Nam Xin Máy về chỗ mẹ và vạch tội David đã lừa dối mẹ mình, và rồi cậu con trai một mực ép mẹ của mình phải lựa chọn. Nếu bà thực sự yêu mình thì hãy cho mình được quyền điều khiển con robot bản sao kia. Thư ký Di lúc này tiến vào và nói, anh đồng ý cho dùng chế độ điều khiển thủ công. Nhưng Nam Xin thật phải hứa sẽ không làm hại đến bất kỳ ai. Dĩ nhiên cậu ấm Nam Xin thật lúc này sẽ hứa bất cứ gì để được quyền điều khiển con robot bản sao đáng ghét kia. Sau đó Nam Xin Máy đến chỗ phòng tập cùng Su Bông, nhưng lúc này anh đã có một phần không tự chủ được nữa, nên đã làm đau cậu em béo ở đây khi cậu ấy động vào tay của anh. Hóa ra khi thay đồng hồ điều khiển thủ công thì Nam Xin thật đã ra lệnh cho Nam Xin Máy, không để cho bất kỳ ai đụng đến chiếc đồng hồ điều khiển đó.
Su Bông cũng nhận ra Nam Xin Máy có chút khác lạ khi hành động như thế, nhưng Nam Xin Máy đã nói mình bận rồi sợ hãi chạy ra bên ngoài, anh đã hoảng hốt vì lần đầu làm đau con người như thế. Điều này trái với nguyên tắc cứu người hiện hữu trong anh bấy lâu. Nam Xin Máy trở về nói với thư ký Di hiện tại mình đang có những lúc không tự hoạt động được mà theo lệnh của Nam Xin Thật. Sau đó anh hỏi thư ký Di lý do tại sao Nam Xin Thật lại hành động như vậy. Thư ký Di nói Nam Xin Thật đã biết chuyện ông của mình đứng sau toàn bộ sự việc, nên là giận ông và trút vào Nam Xin Máy. Nam Xin Máy cũng nói nếu như mình bị sai khiến làm điều hại người thì sẽ như thế nào. Thư ký Di lại bảo anh ấy tin Nam Xin Thật không làm thế đâu. Nhưng Nam Xin Máy lại nói mình tin thư ký Di nhưng không tin vào Nam Xin con người. Sau đó Nam Xin Máy được ông Nam dẫn đến xem máy chủ của mình ở trong công ty. Ông Nam nói Nam Xin Máy như là một nguồn tài nguyên tốt để ông ấy phát triển công ty mạnh hơn. Ông Nam nói những lời khen ngợi và kỳ vọng vào Nam Xin Máy rất nhiều. Ra đến bên ngoài Nam Xin Máy gặp Su Bông. Và trong lúc nói chuyện cô lại bảo mình tin tưởng Nam Xin Máy nhiều chứ không như cái người tên Nam Xin Thật kia. Toàn bộ những lời thư ký Di, ông chủ tịch Nam và Su Bông nói với Nam Xin Máy đều bị Nam Xin Thật nghe được hết. Anh ta đã điên tiết lên ra lệnh cho Nam Xin Máy tấn công Su Bông. Lúc này Su Bông đã vô cùng hốt hoảng vì hành động của anh bạn trai robot. Sau khi đuổi theo Nam Xin Máy thì Su Bông phát hiện Nam Xin Máy không đeo đồng hồ pin như thường lệ. Cô tìm đến gặp thư ký Di hỏi mới biết được Nam Xin Máy đã được khởi động chế độ điều khiển từ xa. Thư ký Di nghe tin Nam Xin Máy tấn công Su Bông thì đã điện thoại cho Nam Xin Thật trách móc, nhưng anh ta lại bảo hệ thống lỗi chứ anh ta không làm gì cả. Khi phát hiện mình có thể sẽ làm ra những hành động hại người thì Nam Xin Máy đã bỏ trốn. Rồi sau đó anh đã nhờ thư ký Di hẹn gặp Nam Xin Thật cho mình. Gặp mặt nhau Nam Xin Máy đã bảo Nam Xin Thật hãy đối diện với mình chứ đừng trốn chạy, cũng đừng đứng đằng sau làm những chuyện xấu đâm lén kia. Rồi vì muốn giải tỏa thù hận trong lòng Nam Xin Thật, Nam Xin Máy đã hỏi mình phải làm thế nào thì Nam Xin Thật sẽ thấy đỡ hơn. Và sau khi nghe Nam Xin Thật bảo hãy biến đi cho khuất mắt anh ta thì Nam Xin Máy đã tiến về phía trước tính nhảy xuống phía dưới. May mắn là Nam Xin Thật đã kịp kích hoạt chế độ điều khiển thủ công ngăn Nam Xin Máy lại. Và rồi lại vẫn vẻ cao ngạo Nam Xin Thật nói Nam Xin Máy đến cái quyền chết cũng không được theo ý, rồi sau đó quay người một mạch bỏ đi. Xuống phía dưới thì Nam Xin Thật gặp Su Bông. Cô đã tắt cho Nam Xin Thật và cảnh cáo anh ta trả lại Nam Xin Máy cho mình nếu không đừng trách cô. Phía bên này Ina đến gặp chủ tịch nói về chuyện ông Nam đã làm với Nam Xin Thật. Cô cháu dâu cũng nói ông chủ tịch nên dừng việc hắt hủi Kỳ Thị cháu trai ruột của mình đi. Sau đó trở ra cô gặp bố và bị ông ta lấy đoạn video cảnh Nam Xin Máy bóp cổ Su Bông trong thang máy dọa, nên cô đã nói hết cho bố mình những chuyện về Nam Xin và Nam Xin Máy. Kể cả chuyện chủ tịch cũng biết đến sự tồn tại của robot Nam Xin Máy, thư ký Di cũng gặp Nam Xin Thật và nói chuyện mình biết về bố của cậu ấy bị giết chứ không phải là tự vấn. Rồi anh cũng bảo Nam Xin Thật hãy dừng ngay chuyện đang làm với Nam Xin Máy đi. Cùng thời điểm này, ông Seo đã tính kế để cho ông cháu nhà chủ tịch Nam cắn xé lẫn nhau. Còn ông ta sẽ là ngư ông đắc lợi nên đã đưa cho Nam Xin Thật đoạn ghi âm ông và bố nói chuyện với nhau, rồi đổ hết lỗi cho chủ tịch Nam đã giết con trai của mình. Nghe xong đoạn ghi âm, Nam Xin Thật tìm đến chỗ ông nội nói hãy giao lại công ty cho mình thay vì cho con robot kia. Nhưng ông chủ tịch vẫn kiên định sẽ đưa nó cho người thật xứng đáng với yêu cầu của ông ta. Thái độ của ông nội khiến cho Nam Xin Thật đã càng tăng thêm nhiều thù hận. Sau đó anh ta đã điều khiển Nam Xin Máy tấn công chủ tịch Nam. Su Bông đã tiến đến ngăn Nam Xin Máy hành động theo điều khiển. Và rồi Nam Xin Máy lại quay ra tấn công cô. Su Bông vẫn nhẫn nại chịu đựng và cố gắng nói cho Nam Xin Máy hiểu anh cần quay trở về là anh trước đó đừng để bị lợi dụng như thế này. Cuối cùng khi Su Bông chuẩn bị lịm đi thì Nam Xin Máy đã tỉnh lại và thoát khỏi việc bị Nam Xin Thật điều khiển. Anh đã buông cổ Su Bông ra và ôm lấy cô. Thư ký Di tìm đến và mang chủ tịch Nam về. Khi thấy ông Nam đã không tự chủ được mà tè dầm ra đất, Nam Xin Máy nói ông Nam bị bệnh thật sự chứ không phải giả vờ nữa rồi. Ông Seo núp gần đó nghe được về bệnh tình của chủ tịch thì đã càng sung sướng. Sau đó ông ta nhắn Nam Xin Thật hãy trốn đi đến chỗ ông ta chuẩn bị cho anh. Nam Xin Thật lúc này đã bị mù quáng không tỉnh táo để biết mình bị ông Seo biến thành con rối. Nam Xin Thật không biết được chính ông Seo năm đó đã là người cố tình giết chết bố của mình. Khi bố tính trốn khỏi bệnh viện tìm gặp mẹ con anh, sự việc đã bị ông Seo bóp méo qua lời kể và Nam Xin Thật đã tin rằng chính chủ tịch Nam đã hạ lệnh giết bố mình. Sau đó giám đốc Seo đã nói cho Nam Xin Thật biết chuyện ông chủ tịch bị bệnh đáng trí và rồi lại kích bác tại sao ông Nam biết mình bệnh không gọi cháu trai thật mà lại gọi con robot vô tri kia đến tâm sự cùng. Điều này làm cho Nam Xin Thật điên càng thêm điên hơn, nên khi ông Nam gọi Nam Xin Máy về gặp ông ấy một lần trước khi mọi chuyện quá muộn, thì Nam Xin Thật đã đến nhà ông Nam nhốt ông cụ lại và cực lực yêu cầu ông nội ký giấy nhượng quyền cổ phần của ông cho mình. May là thư ký Di đã kịp thời đến ngăn anh ta lại. Lúc này thấm nhuần lời nói của ông chủ tịch Nam, Nam Xin Thật đã quyết không làm một kẻ yếu đuối sợ sệt nữa. Thù hận trong lòng Nam Xin Thật đã ngày càng chất chồng. Cuối cùng Nam Xin Thật đã liên hệ cho ông Seo để bằng mọi giá lấy được cổ phần từ ông nội của mình. Tình cờ bà Lau ra nghe được nên đã nói với con trai hãy rời đi cùng mình sống một cuộc sống hạnh phúc vô lo. Tuy nhiên bây giờ Nam Xin Thật không để lọt tai bất kỳ một lời nói của ai nữa. Mục tiêu cuối cùng của anh ta hiện tại là bằng mọi giá phải hạ gục Nam Xin Máy. Ngày hôm sau giám đốc Seo cùng Nam Xin Thật và luật sư đã cưỡng chế vũ lực ép ông chủ tịch ký giấy chuyển nhượng cổ phần.
rồi ngay lập tức tống ông nội vào viện dưỡng lão một cách không thương tiếc. Thư ký Di cùng Su Bông và Nam xin máy được Ina báo tin đã đến gặp ông chủ tịch. Ông chủ tịch đã rất vui khi gặp và được ôm đứa cháu robot của mình. Thư ký Di sau đó cũng nói cho Nam xin máy biết về việc Nam xin thật và giám đốc Seo đã làm. Rồi anh Di bảo mình cần ngăn chặn mọi chuyện xấu tiến xa hơn. Ngay tiếp sau đó Nam xin máy tiến hành mọi chuyện theo như kế hoạch của anh Di. Nam xin máy đến gặp bà cô rồi gặp cả nhân viên trong phòng nghiên cứu, rồi thư ký Di đã cố tình dụ cho giám đốc Seo tin mình cũng đã hoàn toàn từ bỏ chủ tịch Nam. Tiếp theo thì Nam xin máy đã cải trang thành Nam xin thật qua mặt luật sư để làm lại giấy chuyển nhượng cổ phần. Mọi chuyện đã được an bài đâu vào đó cho đến ngày họp hội đồng quản trị, khi giám đốc Seo tuyên bố chủ tịch Nam đang mắc bệnh không thể điều hành tập đoàn, nên tân chủ tịch Nam xin đã được lựa chọn thừa kế, rồi ông Seo tự tin giới thiệu tổng giám đốc Nam xin là người có công lao lớn trong việc nghiên cứu và phát triển công nghệ AI góp phần nâng cao vị thế của tập đoàn. Đúng lúc Nam xin thật tính đứng lên thuyết trình dự án mới thì thư ký Di đã đứng dậy khẳng định, người giúp dự án xe hơi thông minh thành công không phải là tổng giám đốc Nam xin mà là một Nam xin khác. Anh Di nói xong thì Nam xin máy đẩy cửa đi vào và toàn bộ những người trong hội trường hoang mang cực độ khi nhìn thấy trước mặt mình hiện hữu hai người có tên Nam xin giống nhau như hai giọt nước. Nam xin máy sau bao nhiêu năm sống mà phải giấu thân phận, cuối cùng anh cũng có thể đứng trước mọi người tự tin nói mình là một robot thông minh. Theo như kế hoạch với chị phóng viên tóc ngắn, bên trong phòng họp diễn ra sự vụ thay đổi nhân sự, thì bên ngoài báo đài đồng loạt đưa tin về robot thông minh Nam xin máy đã cứu người bất chấp nguy hiểm. Dưới sự chế biến của chị tóc ngắn, robot thông minh Nam xin máy đã trở thành một anh hùng quốc dân khi thực sự hữu ích cho con người. Lúc này thư ký Di tiến lên nói rõ sự thật về việc chủ tịch Nam đã lập quỹ nghiên cứu robot thông minh. Giám đốc Seo nỗ lực phản đối hành động của thư ký Di và Nam xin máy. Ông ta nói cổ phần của chủ tịch Nam đã chuyển hết cho Nam xin thật rồi. Tuy nhiên lúc này sự thật lại được công bố, toàn bộ cổ phần của ông Nam đã giao lại cho thư ký Di. Thêm vào nữa cổ phần của bà cô cũng được nhượng lại cho anh Di. Vì vậy hiện tại thư ký Di sẽ là người có cổ phần lớn nhất và vị trí chủ tịch tập đoàn PK sẽ thuộc về anh. Nam xin máy đã thay mặt đội nghiên cứu trình bày dự án về thành phố thông minh. Anh sẽ cùng đội nghiên cứu tiến hành xây dựng trong thời gian tới. Nam xin máy nói mình thông minh, khỏe mạnh và bất tử nhưng mình không có suy nghĩ cạnh tranh với con người. Nam xin máy nói mình mong sẽ được sống cùng với con người trong một thế giới toàn điều tốt đẹp. Chứng kiến sự tình bị thay đổi chóng mặt như vậy, Nam xin thật đã ngã khụy vì quá sốc. Anh ta không nghĩ được đến phút cuối mình lại bị đánh gục bởi những người thân quanh mình. Bà Lau ra thực sự đã không hiểu được tâm tư của con trai nên cứ nói với con hãy theo mình sang Cộng hòa Séc. Đương nhiên Nam xin nào nghe lọt lỗ tai, sự sỉ nhục mà anh ta nhận được trong buổi họp hội đồng quản trị đã càng làm cho thù hận trong lòng Nam xin dâng cao. Ngày hôm sau giám đốc Seo nhận được thông báo sa thải, ông ta cũng đang trong tình trạng bê bát y như Nam xin thật. Còn về phía Nam xin máy thì sau khi chính thức ra mắt, anh đã được toàn bộ cổ đông chấp nhận và toàn bộ người dân thì ngưỡng mộ người hùng robot Nam xin máy. Tuy vậy thì khi anh đến gặp mẹ muốn chia sẻ niềm vui mình được công nhận, thì bà Lau ra lại bảo anh hãy vì bà đi về Cộng hòa Séc cùng với David được không? Nếu như lời nói này nói ra trong thời gian trước đó thì Nam xin máy đã không ngần ngại nhận lời mẹ. Nhưng hiện tại Nam xin máy đã không còn như xưa nữa. Anh đã từ chối thẳng thừng lời cầu xin của bà Lau ra. Anh nói mình đã tìm được thứ mình muốn bảo vệ cả đời, đó chính là cô bạn gái con người tên Su Bông. Từ mẹ của mình, Nam xin máy cũng biết đến nút tự hủy trong cơ thể mình. Anh và Su Bông sau đó được ông David giao cho quản lý chiếc nút thần chết này. Trước khi ra về, Su Bông được ông David tiết lộ ngày mai là sinh nhật của robot Nam xin máy. Về phía cậu cháu trai Nam xin thật sau cú sốc thì đã tìm đến gặp ông nội, nhưng ông Nam lúc này lại tưởng nhầm Nam xin thật là Nam xin máy. Vì nhầm lẫn nên ông đã vô tình tiết lộ cho Nam xin thật biết có cách thức để hủy hoại Nam xin máy, và lại còn biết được cái đồ hủy hoại kia lại chính là do mẹ mình làm ra nó. Nên sau đó Nam xin thật đã sống chết đi tìm vật hủy diệt kia, nhớ lại lúc David xách một vali đi từ phòng máy chủ đi ra, rồi lại xem được đoạn video Nam xin máy và Su Bông xách chiếc vali đó về nhà Su Bông. Ngày hôm sau Nam xin thật đã đột nhập vào phòng tập để tìm chiếc vali đựng công tắc chết. Cuối cùng sau khi có nút chết đó thì Nam xin thật đã gọi điện yêu cầu Nam xin máy ra gặp mặt với mình. Nam xin thật còn giơ thứ mình vừa lấy được cho Nam xin máy nhìn thấy. Nam xin máy sau khi tặng Su Bông sợi dây chuyền và hôn tạm biệt cô thì đi đến chỗ hẹn với Nam xin thật. Ina thì lại bị bố mình bắt nhốt lại khi đi cùng Nam xin thật đến phòng tập nhà Su Bông, dự cảm có chuyện chẳng lành nên Ina liên hệ cho bà Lau ra nói nơi mà Nam xin thật định đến. Bà Lau ra lập tức tìm đến chỗ hai đứa con. Lòng tự trọng của Nam xin thật đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nam xin thật bảo Nam xin máy nếu bây giờ cầu xin mình thì mình sẽ tha cho một mạng, nhưng Nam xin máy cũng vẫn không lùi bước. Anh nói Nam xin thật đằng nào cũng muốn giết mình thì cứ bấm nút thôi. Lúc này bà Lau ra tìm đến muốn bảo vệ Nam xin máy, điều này càng làm cho Nam xin thật uất hận. Nhìn người mẹ mình mong nhớ suốt 20 năm đang lo lắng cho tên robot vô tri ở bên dưới, Nam xin thật đã không ngần ngại bấm nút kích hoạt cơ chế tự hủy rồi rời đi. Lúc này toàn bộ hệ thống điều khiển trong Nam xin máy đã dần tắt đi, bà Lau ra đã ngay lập tức lấy ra một con chip gắn vào cổ cho Nam xin máy. Con chip hoạt động và đã làm ngừng hệ thống tự hủy. Nam xin máy vừa hồi phục lại được một chút thì giám đốc Seo ở bên trên đã bấm công tắc làm rơi đám thùng hàng xuống phía dưới chỗ hai mẹ con, vì Nam xin máy chưa kịp phục hồi lại hẳn để di chuyển được.
nên bà lao ra cố gắng hết sức đẩy được anh ra xa. Sau đó bà đã bị đám thùng rơi trúng người. Sau khi nói được mấy lời xin lỗi với con trai robot, bà lao ra cũng nhờ Nam xin máy hãy chuyển lời tới Nam xin con người. Bà rất xin lỗi vì một lần nữa bỏ lại con trai đi trước. Bà lao ra chút hơi thở cuối cùng mà không kịp làm xong con chip cho Nam xin máy. Con chip bà làm để hủy nút check kia vốn dĩ chưa kịp hoàn thiện, nên là hệ thống tự hủy cũng sẽ bị kích hoạt trở lại mà thôi. Khi Su Bông và tiến sĩ David tìm đến chỗ Nam xin thật thì đã thấy bà lao ra nằm trong lòng của Nam xin máy ngừng thở. Ngay lập tức David kêu Su Bông đưa Nam xin máy đi trốn. Cùng lúc này Nam xin thật nghe tin mẹ mình đã chết từ lão giám đốc Seo, và ông ta cũng đồng thời tung tin và báo cảnh sát Nam xin máy chính là thủ phạm giết hại tiến sĩ Lao ra. Nam xin thật đến nơi để thi thể của mẹ đã không thể vào bên trong. Đến tận giờ phút này khi đã mất đi người mẹ mình từng vô cùng yêu quý, người con này mới thấy mình đã ngu ngốc đến nhường nào. Suốt thời gian vừa qua đã lạnh lùng hắt hủi mẹ chỉ bởi tính cách trẻ con của mình. Mới cách đây ít lâu mẹ còn nhắn tin nấu ăn các món con trai thích và đợi nó đến ăn cùng. Vậy mà hiện tại mẹ đã nằm yên bên trong không còn thở nữa. Giọt nước mắt hối hận muộn màng của Nam xin thật đã làm cho không khí càng trở nên bi thương hơn. Ina sau khi xem tin tức bà lao ra chết thì đã phần nào đoán được bố mình chính là thủ phạm đứng sau chuyện này. Sau đó cô đã để lại điện thoại giấu trong phòng và ghi lén được cuộc nói chuyện của giám đốc Seo với tay thư ký. Hai người này đã nói rõ về cái chết của bà lao ra, đồng thời cũng tính bước tiếp theo sẽ bắt cóc Nam xin thật, sau đó ép thư ký Di đưa lại số cổ phần trong tay anh cho lão ta. Nam xin máy lúc này vẫn chưa hết sốc vì mẹ đã rời đi. Trong lòng anh tự trách rất nhiều việc mẹ bị vậy nguyên nhân là do mình. Sau đó vì để hoàn thành ước nguyện của mẹ, Nam xin máy đã hẹn gặp Nam xin thật. Rồi anh nói với David mình còn có hơn 11 tiếng nữa thôi thì hệ thống tự hủy kia sẽ hoạt động trở lại. Ông David muốn anh về phòng thí nghiệm nhưng Nam xin máy cố chấp đi gặp Nam xin thật. Thư ký Di vừa nhận được tin từ Ina nói bố cô ấy là người hại bà lao ra, thì lại được ông Seo gọi lên cho xem hình ảnh Nam xin thật đang bị giam cầm đánh đập. Anh Di đã phải ký giấy nhượng cổ phần lại cho lão Seo. Chưa kịp đi tìm Nam xin thật thì anh lại bị cảnh sát tới bắt đi, lý do là anh đã đứng sau con robot hại bà tiến sĩ. May là Ina đã trốn khỏi vệ sĩ đến đồn cảnh sát, đưa ra chứng cứ chứng minh anh Di vô tội thì thư ký Di mới được thả ra. Ông Seo sau khi có được cổ phần cũng không tính sẽ tha mạng cho Nam xin thật. Ông ta tìm đến chỗ giam Nam xin thật để muốn chính tay mình xử chết anh. Lúc này Su Bông cũng biết Nam xin máy chỉ còn chưa đến 4 tiếng đồng hồ sống nữa. Nhưng Su Bông bảo sao anh không trở về. Đến khi nghe tin Nam xin thật đang bị ông Seo bắt, Nam xin máy tính đi cứu Nam xin con người. Su Bông không thể cản được anh nên cuối cùng cũng đi cùng anh đến đó. Sau khi tìm được chỗ của Nam xin thật và đánh ngất ông Seo, Nam xin máy đã kêu Su Bông đeo đồng hồ pin vào cho Nam xin thật và đưa anh ta rời đi. Mình ở lại xử lý ông Seo và giữ chân đám thuộc hạ. Khi ông David tìm đến gặp Su Bông nói mình đã tìm ra cách chữa cho Nam xin máy thì đã không còn kịp nữa. Thời gian của anh chỉ còn hơn 1 phút đồng hồ và đám người của ông Seo lúc này đã đuổi theo sát Nam xin máy. Nam xin thật nhìn thấy tính đi xuống phía dưới thì Nam xin máy ra hiệu cho anh hãy ở yên. Ngay sau đó ông Seo đã tiến đến cầm súng và bắn liên tiếp rất nhiều phát súng về phía Nam xin máy. Su Bông cùng với David và anh thư ký Di chạy đến nhưng không kịp cứu vì Nam xin máy đã ngã xuống nước ngay sau loạt súng của giám đốc Seo. Thời gian thoát cái đã trôi qua được 1 năm. Tay thư ký của lão Seo vào thăm ông ấy trong tù và báo cáo tình hình thay đổi bên ngoài song sắt. Con gái Ina thì đã không về Hàn Quốc kể từ khi bố bị bắt. Thư ký Di thì cũng chính thức tiếp nhận chức chủ tịch tập đoàn PK. Su Bông thì cũng đã cố gắng vượt qua nỗi đau để hòa nhập lại với cuộc sống thường ngày. Tuy vậy nỗi nhớ Nam xin máy vẫn chưa khi nào vơi đi trong cô. Su Bông và con robot cún nhỏ xinh mà Nam xin máy tặng luôn kề cận bên nhau, mọi sự nỗ lực đều sẽ được đền đáp. Sau 1 năm tiến sĩ David cố gắng nghiên cứu và dưới sự hỗ trợ tài chính của Nam xin thật, cuối cùng đã tìm ra cách thức cứu Nam xin máy. Tuy là đã được tỉnh dậy nhưng sức lực robot của Nam xin máy đã bị giảm đi rất nhiều, hiện tại anh cũng gần như là một con người bình thường mà thôi. Nam xin máy gặp lại Su Bông nói với cô mình đã giữ lời hứa quay trở lại. Hai người đã vô cùng hạnh phúc ôm lấy nhau sau bao nhiêu ngày xa cách. Ba người đàn ông còn lại là Nam xin thật cùng với tiến sĩ David và anh chủ tịch Di đứng từ xa nhìn hai người ôm hôn nhau hạnh phúc thì cười ngoác miệng. Câu chuyện tình yêu của một con người và một robot thông minh có khát khao cuộc sống hòa bình tiến bộ đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.